Thôi đi, anh em mình xem vlog anh Độ đi. Bây giờ là 4 giờ 48 là coi như là 5 giờ. 5 giờ là xem phát đến 7 rưỡi là anh em mình cũng gần đến giờ họp rồi đấy. Dạ. Anh em nào xem rồi thì anh em mình treo cho tôi một tát. Đấy. Đấy, mình xin cái mình này. Đấy. Ui. Video này hơi dài nên mình có chia từng phần ở dưới thanh thời gian. Các bạn có thể chọn phần mình thích. Video mình edit mất tổng cộng 18 tiếng, dài 2 tiếng 25 phút. Nếu thấy hay bấm ngay like sắp nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Bấm like đã. Bấm like đã xong rồi xem. Yo. Hello chào tất cả các bạn. Yo. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân bay Nội Bài. Em chào anh Boy nhá. Chắc là phải khoảng 3 năm rồi thì mình mới quay lại cảng quốc tế để có thể làm một chuyến đi ra nước ngoài. Lần này thì bên Garena kết hợp với cả bên EA tài trợ một chuyến đi sang bên Thái Lan để xem trận giao hữu giữa Manchester cùng với Liverpool. Chuyến đi này thì bọn mình được tài trợ toàn bộ luôn nên là chỉ việc đi mà thôi. Trong cái lịch trình 4 ngày 3 đêm này thì bọn mình có một số điểm du lịch ở Thái Lan cùng với cả xem trận giao hữu đấy nữa. Thì cả cái hành trình này mình sẽ quay lại cho các bạn xem là có những cái gì các bạn nhé. Đầu tiên lúc nào cũng thế, đến sân bay sẽ là cái việc mà check in, sau đấy là bọn mình sẽ ăn phở ở sân bay. Yes, rồi chuẩn bị bay đi Thái Lan luôn. Ui, đây hôm nay vắng dã man không ạ? Thề, vắng mà trời đẹp vãi cứt đấy. Bây giờ là 5 rưỡi sáng, các bạn xem 5 rưỡi sáng ở cả sân bay quốc tế Nội Bài nó vắng như thế này các bạn. Có mỗi tôi với cả bông nghiện. Trước khi vào đá bát phở thì tôi nghĩ là hợp lý hơn khi mà bọn tôi nên hút một điếu thuốc chào buổi sáng. Ok hả? Mua thuốc lá sai cổ cây à? Cây anh, 5 bao. Ở bên Thái Lan thì họ cấm vape tức là cấm pot. Nếu như cầm sang thì các bạn sẽ bị đi tù đấy. Cho nên là bọn tôi có thủ dâm khoảng mấy bao thuốc lá để chia nhau. Sang bên đấy bọn tôi sẽ quay lại hút thuốc lá các bạn ạ. Thể sang đấy buổi tối nhá. Mấy ông này cứ rủ xuống sảnh hút thuốc. Mình thì không biết hút thuốc, chứ mà mình chẳng lẽ mình ở trên phòng một mình thì hóng hớt được cái gì. Thế là mình cũng xuống mình ngồi mình hóng hớt toàn khói thuốc vào mũi thôi. Mà lại chả biết hút. Đấy. Khổ thế. Nhưng mà tính mình thích hóng hớt đâu. Là một trong những cái thuốc mà bọn tôi hay hút nhất. Ở bên Thái thì người ta cũng bán thuốc nhưng mà toàn thuốc gì ấy không ạ, khó hút cực. Hút khó chịu lắm. Cắt ngay những cái cảnh này lại nhá. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh. Hút một điếu thuốc lá giảm 5,5 phút tuổi thọ. Mỗi 6 giây có một người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Số người tử vong do thuốc lá gây ra gấp 3 lần số người chết vì HIV và tai nạn giao thông. Hôm trước đi đá bóng với cả mấy anh em trời mưa to quá nên là mình bị trẹo chân. Đến bây giờ chân vẫn còn tập tễnh. Thật sự luôn, đây là cái vlog rất là nhân văn nhá. Vừa rồi là các bạn nghe đấy. Nó rất là nhân văn luôn. Đó. Và anh Độ có hút đâu? Anh Độ nói thôi, có hút đâu? Rất là nhân văn. Chuyến đi này thì ngoài mình ra thì còn có một số anh em khác ở bên FIFA Online 4. Có thằng Khôi Mõm này, có thằng Quang Massage này, có Tuyển Văn Hóa Ẩm Thực này, và có cả Bông Nghiện nữa. Bông Nghiện thì tự đặt vé để sang bên kia tại vì nó là một fan hâm mộ 20 năm của Liverpool. Đây là một trong những chuyến đi mà nó bảo là nó không thể bỏ lỡ được. Không bỏ được. Để chứng kiến tận mắt các anh em Liverpool xem đá đấm như nào, có giống như anh em đá ở bên sân giáp nhất, sân 7. Cảm giác cái thằng Bông Nghiện nó sang bên đấy, nó nhìn thấy các cầu thủ Liverpool chạy ra cái sân tập. Ôi dồi ôi. Ông cảm giác như phía trước ông là thiên đàng vậy. Ông ôi trời ơi, Liverpool. Đúng như thế luôn. Để hàng tuần không? Ô, đến sớm đấy. Mẹ Quang đã ngủ rồi. Ngủ 2 giấc rồi anh ơi. Ngủ 2 giấc rồi. Còn hai thằng này các bạn ạ, là bọn tôi lập một cái group để nhắn tin Thái Lan trip. Thì trong đấy thì thằng Tuyền nó mới chụp cái ảnh gửi cái mặt thằng Quang Bạch vào, sau nó bảo là hai thằng này hai bọn em là không ngủ được, bọn em lên sân bay từ lúc 12 giờ đêm xong nằm đây ngủ đấy anh ạ. Đấy, xong bọn nó lên từ 12 giờ đêm thật. Được đấy. Bắt đầu được đây. Đến sớm đấy. Ai à, đẹp dai nhờ. Đây là màu lông chó à em? Anh xem nào. Màu tôm anh ơi, nhờ. Chúng mày đến lâu chưa? Đến từ 3 giờ đấy. Đến từ 3 giờ, đến đây ngủ luôn à? Mẹ, mày giống ông tao đặt không có ai, tao đặt cái xe đi ra sân bay ấy. 2 giờ sáng ông đã nhắn tin rồi, anh đang ở ngoài ngõ rồi, anh ngủ một giấc luôn ra thì gọi. Ông ở chỗ em thế, ông bảo là anh sáng anh công việc anh thì... Tuyển Văn Hóa Ẩm Thực. Ô, thế đoàn mình chưa ai đến à? Đây anh. Đây à, đoàn mình đây à?
À sau lúc này là lúc sau di chuyển mà ra làm thủ tục an ninh xong thì bây giờ bọn tôi sẽ phải đi đá bát phở các bạn ạ. Lần này ai đây, ai đi đằng sau đây? Là họ book theo tour. Tôi đấy. Cho nên là bọn tôi sẽ có một người giám sát đi cùng. Lúc nãy vừa phát cho mỗi người cái mũ nhưng mà đéo sắc nào chịu đội cả. Buồn cười vậy đây. À thêm cái nữa là bên tour họ có bảo là họ mời mỗi người bát phở đã tính vào tiền đoàn rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ ra cửa 23 để đợi, sau đấy là được đi ăn phở. Ui, nói thật cho các bạn, những phở ở sân bay gọi là cái cảng quốc tế rát hơn phở ở cái cảng trong nước các bạn ạ. Ăn đắt thật sự luôn. Đi cái này cho nhanh. Ừ. Ui, tao nhớ cái này. Thực ra cái này là cái này đúng là phải vừa đi bộ chứ đúng không? Ui, nắng đẹp đấy. Thề vắng vãi cả trưởng luôn ấy. Cảm giác như kiểu là bọn tôi chiếm mẹ cái sân bay này rồi ấy. À, tôi bấm rồi. Đây, lúc gian phở đây. Các bạn thấy sự khác nhau của một dân chơi đi quay vlog với cả là một vlogger nghiệp dư. Dưới đây của các bạn, đây là một vlogger nghiệp dư. Còn tôi là một những vlogger chuyên nghiệp. Tôi có chỗ gắn GoPro trông rất chi là... Ừ. Bây giờ thì bọn tôi sẽ đá bát phở sân bay theo như đúng truyền thống bình thường đi bay các bạn ạ. Một bát phở bò thật to. Ây da! Đẹp dài thế nhở? Tè! Nói không phải nói đùa, trên cái kính ấy của tôi ấy. Cái chồng của nó là cái chồng Essentalo gì đấy. Đấy. Thế là khi ra nắng nó sẽ đổi màu, sẽ đổi sang màu tím luôn, dã man luôn. Chất thật sự của em ăn bò em già. Đúng kiểu đi tour đấy. Cũng là nó lỗi thời lắm rồi. Xong rồi chú chắc là tí nữa sẽ có một cái cờ nữa, giống kiểu anten ấy. Kéo lên phát xong sẽ có cờ đi, kiểu cả đoàn đi nhá. Bạn mình đâu nhỉ? Xong rồi đeo một cái loa rắc ở đít này nữa. Ăn tay à? To vẫn được tốt. Anh Độ ăn phở gà. Còn lại ba anh em bọn tôi là đợi phở bò. Anh ba bát bò đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Đây, điện này của em ấy. Chắc người làm. À, của em ăn đây à? Ừ. Thì em gọi rau không đúng không? Thế là anh ở khu vật thì đúng không? Bà ngon nhỉ, biết gọi gà. Mặt tao nghiện thèm. Ừ, mỗi ta gọi gà thôi, còn lại chúng mày gọi bò hết. Bà bò cả gà. Ai giới thiệu cho anh như thế đấy à? Anh chỉ nhớ như thế thôi. Bò gà không biết rồi. Có đúng không? Chỉ ở sân bay mới có. Không nghe phở lẫn lộn gà bò. Ông này trông quay này trông thiếu chuyên nghiệp thật sự. Thịt lợn đấy nhỉ? Ừ. Thịt kiều. Giới thiệu cả các bạn, đây là một bát phở gà sân bay trị giá đâu đấy khoảng 120.000 cho một bát phở này. Ngon hay không thì tôi đắt hơn chứ. Tôi không chấm điểm. 120.000 nữa. Nhưng mà hỏi đắt hay không thì tất nhiên rồi, nó cực đắt. Cái bát của mày bao tiền? 11 đô. 1 đô là 230.000. Xin lỗi các bạn nhé, 230.000. Đúng rồi, đắt hơn, đắt hơn. 11 đô 7. Bát của anh đắt hơn của gà. Thế. Đây là thằng bông nghiện nó gọi một bát... đắt hơn nhiều. Phở bò bình thường mà đã là 12 đô rồi. 12 đô loanh quanh thì cứ tính rẻ cho là 250 đi. Còn đây là bát phở gà đặc biệt các bạn ạ. Thế cái lúc này là mọi người đang ngồi ăn. Thế là tôi bảo ui, anh em có khát nước để em ra em mua nước cho các bạn. À cho các anh. Thế là mọi người đồng thanh ừ khát khát đi mua nước đi. Thế là tôi nghĩ là ui trời, mẹ mấy chai nước suối này cùng lắm trong sân bay. Bán 20.000 một chai. Tôi mua 4 chai hết có 80. Không bao giờ phải sợ. Thế là tôi mới khệnh khạng ra mua nước suối. Cuối cùng đã bán. Cập nhật cho anh ra nước ở thời điểm hiện tại nhé. 4 chai nước là theo anh đoán là bao nhiêu đó? Chắc là mỗi chai phải 40.000. Không chính xác. Thế à? 50. 80 một chai. Đéo đến 80 một chai này. Mày điên 80 biết người. 40. Không đúng. Chắc khoảng 30-40 một chai. Không đúng. 20. Lên nè. Ủa lên nữa cơ? Lên. 60.000 một chai. Chính xác. Đấy. 60.000 một chai này. Trời ơi. Ủa. Nước thầy. Dasani 60.000 một chai ở sân bay. À, tự dưng mình sông sáo mình ra muốn nước. Chai mất em phải 240. Để cay thật sự. Rồi thật sự. 4 giờ tôi vừa mới ăn cơm Haki xong. Xong rồi ra đây lại đá vắt phở thế ngang mồm thực sự ra.
mà vấn đề vẫn là chưa được ngủ, phải buồn ngủ. Vừa xung phong thì buồn nước xong, lỗ luôn 2.4. Đặt đầu xuống ngủ phát đến Thái luôn ấy. Cái này là sim 3G các bạn ạ, sang Thái hay là sang nước ngoài lúc nào cũng phải có một cái này. Như tôi là lúc nào tôi cũng cầm hai điện thoại đi và một cái sẽ phát wifi cho cái kia. Điều đấy, để còn update được tình hình ở nhà. Đang nhắn cho vợ đấy. Bọn tôi mua sim xong rồi, lắp sim xong rồi, tôi ăn được nửa bát phở rồi nhưng mà ba thằng này vẫn chưa thấy phở đâu cả. Mẹ dành cả tuổi thanh xuân để đợi phở. Cái sim này tại vì nó là sim quốc tế cho nên là các bước của nó rất là phức tạp các bạn ạ. Đầu tiên là phải lắp thẻ sim vào, bật 4G lên và tận hưởng dịch vụ. Phức tạp đấy. Phức tạp thực sự. Hoa bát phở đắt nhà tí phải húp hết nước. Khỏe ạ. Còn nếu không hút nước thì anh bảo tí đổ chalavi, đổ nước phở vào đây. Đổ chalavi cũng đắt. Chalavi cũng đắt, tí anh em dồn nước vào, lấy mấy cái vỏ chai để nước phở. Lên máy bay đói anh em vặn ra hút. Bà ơi, anh hỏi có mì không? Mua cái mì mình đổ nước, nhờ người ta đun sôi lên. Hợp lý, không bắt phở đắt nhè, phí á. Anh em ăn uống tiết kiệm thật sự luôn. Lần đầu tiên ta đi tour kiểu này. Dạ. Em chưa đi tour cả. Có cái ngày xưa mà anh đi du lịch với công ty có đi tour không? Công ty của anh là công ty du lịch mà. Đi tour mà đéo lên. hỏi rất là tà. Ăn phở ngon mà. Ăn phở xong rồi bây giờ bọn tôi sẽ lên máy bay luôn các bạn nhá. Chuẩn bị bay sang Thái. Mày đi trước đi, đít mẩy đi trước đi. Cảm ơn chị. Tưởng đoạn này cấm quay ấy nhỉ? Dê, sắp được ngủ rồi. À không, đoạn buồn ngủ lắm rồi. Ấy sân bay mới cấm quay, đoạn này vẫn được quay. Mẹ, tí ta đặt đầu phát tầng ngày luôn. Quả chuyến đi Thái này đông dã man nên tôi nghĩ là hầu như cả cái máy bay này đều sang bên Thái Lan để xem bóng đá hay sao. Thấy bắt tay nhau, ông thì fan Liver, ông thì fan Man U, có mỗi tôi fan Tottenham, chả thấy ai ra bắt tay cả. Thầy nó thích mặc cái áo này vãi, vợ tôi mua cho đấy. Anh tả cái vị đó nào, vị phở á? Vị đúng vị phở truyền thống luôn, không khác tí nào luôn. Anh có thấy ai đứng giữa phi trường quay top top à? Không em ạ. À đứng vào đây mà quay chết luôn. Yêu nhất đấy. Ok. Khéo nhở. Cảm ơn chị. Ủa rồi. Sau 2 tiếng bay thì bây giờ bọn tôi đã có mặt ở Thái Lan rồi. Ơ, không ngủ được tí nào luôn, thằng Quang ngáy to quá. Điều anh có ngủ nhá. Ủa? Em biết gì đâu, em nằm. Lần gần đây nhất tôi đi Thái Lan là vào tháng 11 năm 2019. Cái đợt đấy cứ mỗi lần đi Thái Lan là nhập cảnh rất là lâu. Mỗi lần nhập cảnh mất đâu đấy khoảng 2 đến 3 tiếng cơ. Nhưng mà hôm nay nghe đâu đấy là nhập cảnh nó nhanh hơn nhiều rồi. Ừ, nhập cảnh bên Thái Lan nhanh hơn nhiều. Chạy phát qua luôn. Sawadikap. 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 Năm trước rồi còn mấy cái cảnh ấy. Giao tiếp đấy. Hai anh em giao tiếp tiếng Thái đấy. Sawadikap. 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 Năm trước rồi còn mấy cái cảnh anh em có mỗi một cái tờ giấy trắng bé với bàn tay này, xong rồi sẽ ngồi ghi chép chép với nhau. Anh Quang này. Địa chỉ là nơi đến. Giám đốc Vivo Live 4 và Lê Minh Huyền Thoại hiện tại luôn. Đơn giản hơn, nhanh hơn nhiều rồi. Tí nữa qua cho nhập cảnh chắc chắn các bạn luôn là sẽ không thể cầm cái máy quay mà quay nói chuyện này được rồi. Tôi nhớ có một lần đi thi đấu bên Thái lần nào ấy nhỉ? Đi ra cửa nhập cảnh xong rồi bọn tôi cầm máy ảnh ra quay quay chụp chụp nghịch nhau rồi mà hôm đấy bị phạt mất khá tiền bạc đấy. Chừa mẹ luôn các bạn. Tôi lần này đi Thái Lan thì tôi có đầu tư một cái gậy GoPro mới. Rất là xịn sò con bò. Để nâng tầm cái chất lượng hình ảnh lên, quay được nó xa hơn, có một cái góc này nó đẹp hơn cho các bạn. Cái gậy này rất là bền các bạn ạ. Tôi vừa mới dùng được đúng lần đầu tiên luôn thì bây giờ gãy mẹ rồi. Tí nữa cái việc đầu tiên khi mà đến Thái Lan chắc là tôi phải tìm một cái shop nào đấy để tôi mua một cái gậy GoPro mới. Gậy luôn ạ. Ui ở bên này lịch sự vãi.
cái chỗ mà băng truyền hành lý lấy đồ người ta để sẵn mấy cái xe đẩy của mình. Ai có nhu cầu thì có thể lấy, còn không thì thôi. Đúng rồi. Đến lâu chưa? Anh tưởng là bọn mày đến sau chứ. Đi rồi. Em. Hello. Đây này, con Thảo với vợ thằng Hiệp vừa đứng đây này. Đến lâu chưa? Hai 10 phút chưa. Ơ bọn em xếp hàng trước anh không thấy à? Không. Xếp hàng trước. Vẹt. Lại thấy lê khói nè. Ô thế à? Cái gì đây? Em là Thảo đúng không? Đúng rồi. Em là Thảo đúng không? Em hai bạn nam ấy. Công an bạn nam nói. Đấy, đứng chụp ảnh, đứng chụp ảnh. Chả sao nhét mình vào giữa đứng ạ, tè. Trông béo thật sự. Uầy, mấy cái lỗ này giống mấy cái lỗ ở trên máy bay, ở điều hòa máy bay, nhưng mà nó to hơn, nó khổng lồ hơn. Lỗ này lỗ thông khí. Lạnh vãi cứt ạ. Mát vãi trưởng. Lạnh đéo chịu được. Ở Thái Lan này, nếu như mà bạn muốn hút thuốc ấy, thì phải ra mấy cái chỗ khu vực mà người ta chỉ định. Chứ không được hút thuốc kiểu linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn là người ta sẽ phạt luôn đấy các bạn. Thằng Bông Mai nó đặt cái khách sạn, tôi đưa cho nó địa chỉ, tôi đưa nó tên khách sạn rồi mà nó vẫn đặt nhầm cái khách sạn cách đấy 5 cây được. Đặt 3 ngày mỗi ngày 2 triệu mất mẹ 6 triệu rồi. Rồi tôi sao? Đã xin cho nó xem là có ở chung với tôi được không. Nếu như ở chung với tôi được thì nó đỡ buồn. Còn nếu như xác định ở chung thì mất mẹ luôn 6 triệu bên kia. Ừ. Tao nếu hiểu kiểu gì. Xe đến rồi, lên xe. Và đúng là xin được cho Bông Mai ở cùng. Mình sẽ lên xe di chuyển ra hàng ăn trước đúng không? Đi nó phải chịu hàng đêm những cái tiếng ngáy của tôi. Trước, sau đấy là mình. À đây đây anh Thái. Anh Thái, anh Thái ở bên Thái. Anh Thái hướng dẫn viên. Ui. Wow. Mát thực sự. Hello cả lò nhà mình cơ. Bông Mai á. À Bông Mai thì lúc đầu nó tự chi tiền vé máy bay, tự chi tiền khách sạn các thứ. Nhưng mà sang đến đây thì nó đi chung với đoàn thì được bên Phi A4 tài trợ luôn. Coi như nó bỏ cái tiền kia coi như mất thôi. Đấy. Ờ hợp lý, đây để được chân này mà. Hợp lý vậy đó. Ui đây có quả cửa luôn ạ. Cửa phi thân này. Và đội bóng sẽ về khu vực này và lên xe rồi quay trở về. Ui. Xe của Liverpool này. Sẽ có một xe chở hành lý và một xe để cầu thủ ngồi. Ui. Xe Liverpool đang ở đây, Liverpool chuẩn bị hạ cánh đây các bạn ạ. Nhìn fan hâm mộ đợi đông dã man ạ. Ủa đông vãi nhờ. Dê, sau khi di chuyển mất khoảng 20 phút từ sân bay thì bây giờ bọn mình đã đến nhà hàng đầu tiên trong chuyến đi Thái Lan. Nghe đồn là cứ mỗi ngày bọn mình sẽ được trải nghiệm một nhà hàng, một phong cách ăn uống khác nhau, đủ các thể loại vị ngọt đắng chua cay ở bên Thái Lan. Đúng. Sawadee khap. Ui, quả nhà hàng đẹp đấy nhở, nhà hàng ngay gần. Lúc này tôi định trêu anh Độ là cứ đoạn nào cứ vào nhà hàng là tôi sẽ xuất hiện trước xong tôi chào. Sawadee khap để trêu đấy. Nhưng mà về sau thôi, chịu, không tìm anh Độ là để trêu. Thực ra nếu như mà để nói tên của mấy cái nhà hàng ở bên Thái thì lúc nãy có anh hướng dẫn viên anh cũng nói rồi đấy. Mì tôm bót vụn ra thì nó sẽ ra tên của mấy cái nhà hàng này. Trông loàn ngoàng, quạt tà là văn thực sự. Ui, xịn thế nhở. Nhưng mà nóng kinh khủng luôn. Nóng dã man luôn. À, lúc nãy anh hướng dẫn viên anh có nói là nếu như mà cái nhiệt độ ở Sài Gòn nó rơi vào khoảng 35 độ thì ở đây sẽ rơi vào khoảng 47 độ. Không nhầm, 37 độ. Tức là ở Thái Lan sẽ nóng hơn rất nhiều so với hơn, Sài Gòn hơn. Mà công nhận là nóng thật. Nóng kinh khủng nhưng mà cái nhà hàng này nó đẹp. Giới thiệu mọi người, đây là thằng Bảo. Nếu như các bạn không nhớ thì thằng Bảo là thằng viết kịch bản cho stream đến bao giờ. Hiện tại thì Bảo đang công tác tại Garena FIFA Online 4. Ủa nhà hàng này rộng nhờ. Rộng thực sự. Khác Bảo với không khí nóng bỏng ở bên ngoài thì vào đây là mát hơn hẳn. À đây. Sự. Jackie đây. Jackie mà là người mà hỏi tôi là đẹp trai tiếng Việt nói như nào à, rất hay khen tôi và anh Độ đẹp trai. Khác với không khí nóng bỏng ở bên ngoài thì vào đây là mát hơn hẳn. Wow, như kiểu đi ăn đám cưới nhở. À, trưa nay thì có hoa quả chấm muối ớt. Đúng đám cưới luôn. Đây là rau xào, nhìn phát đã thấy hơi cay rồi nhở. Nhưng mà cái này nó là cái gì nhở? Đâu? Nấm. Cái này là nấm. Ừ. Bên này là ghẹ. Trứng. Ờ, trứng gà yêu, trông món này dị ứng thực sự luôn. Đây là cánh gà. Sao cánh gà nó bé thế không? Đây là đùi ếch. Đúng. Cánh gà trông nó kiểu ồ. Ôi như cái canh này chua là ngon. À salad. Còn xa xa bên kia là món gì? Tôm Thái Bình.
À, tôm Thái Bình à? Còn đây là lẩu cá không ạ? Xuất sang Thái Lan à? Ngày xưa hồi bé cái mấy cái bếp lẩu này hay thả mấy cục than vào giữa này này, xong rồi nó sẽ sôi xung quanh ấy. Đây là nến đúng không anh? Ờ, nhưng mà mày đéo biết cái bếp đấy đúng không? Biết. Trong mặt mày đéo biết, mày đéo biết, nó đéo biết cái bếp đấy, mày biết bếp đấy không? Ui, cái bếp đấy mà không biết. Ờ, bếp đấy mà đéo biết thì đéo hiểu. Bảo quê nuôi tôm. Ừ. Cái gì đấy? Kinh nghiệm với Thái Lan của em ấy, dịch luôn. Khó thốt là xin lỗi. Đó. Thở sủi mát là em đẹp lắm. À giòi là ngon. Pay nảy là đi đâu, pay thiêu là đi chơi. Khau chảy mẩy là hiểu không? Khau chảy mẩy. Không là may. May phải may. May may. Kin khao là ăn cơm, mi là có, thau dày là bao nhiêu, khọp khun là cảm ơn, khắp là vâng, khắp. Khọp khun khắp 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 khắp. Khắp khắp khắp. Cái này là em ghi chú từ 2018 ấy. Em đáng yêu lắm rồi, em xinh lắm. Thơ sủi mà. Thơ sủi mà. Em tuyệt vời quá. Cũng thế thôi. Cũng sủi mát ấy. Sủi mát. Sủi mát. Coi chán em. Cứ sủi mát thôi. Cảm giác như kiểu là đang đi ăn cưới ở bên Thái ấy. Nhờ, giống dã man ạ. À. Anh bỏ phong bì chưa? Có cả bàn xoay chưa chưa chưa? À. Thấy hộp bỏ thấy hộp ngoài đây không? À có. Bỏ phong bì có bỏ tiền Thái đấy. Mỗi người nhìn bạt. Thơ sủi mát. Các bạn cứ ra đấy các bạn cứ thơ sủi mát. Thôi ăn thử đây. Uầy, ngon rồi. Để đi đám cưới mới đi bao tiền nhỉ? Đấy, đi khoảng nghìn. Mẹ đã đấy lại kèo mẹ. Tôm Thái Bình ngon. Nó cũng ngon thế. Cái này như kiểu sữa ông thọ. Đúng sữa đặc luôn anh ạ. Sữa ông thọ như bắt chanh ạ. Mà tôi nên nhưng mà ngọt hơn. Uầy, mẹ ngọt thế. Trứng, đó là trứng gà với đúng rồi, trứng gà. Cái gà này ngon này. Cái dễ ăn à? Cái gà không ạ? Đúng rồi. Cái cánh gà này trông còi nhỉ? Bé quá. Gà đây chắc là gà ấy. Gà đầu, gà đồi ấy. Ừ. Gà nghiện. Gà nghiện. Mà, ghẹ thôi. Dị ứng ấy. Mà thử cho biết anh. Ừ, anh thì đứng em ăn đứng em miếng. Súp lơ. Vị nó đúng vị ghẹ luôn anh ạ. Nó xốp xốp và tơi tơi. Người dân biển thử. Vị là đúng vị ghẹ anh ạ. Nó xốp xốp và nó lại tơi tơi. Cái này nó là trứng. Ô vào em. Trứng ghẹ như nào? Là trứng gà. Trứng gà anh. Ôi vãi cả lìn là trứng gà. Chắc là trứng gà mà. Trứng gà anh ơi, trứng gà. Họ làm cùng ghẹ. Tức là càng ghẹ nhiều trứng gà. Món này ăn giống Việt Nam vậy đấy. Thế. Nó là ngô cà rốt với cả súp lơ. Ghẹ quất lâm anh ạ. À. Quất lâm giải thể rồi. Quất lâm giờ thi đấu câu lạc bộ khác rồi. Quên. Quả cá này đúng kiểu đĩa hình con cá luôn ạ. Đỉnh quá. Cá rô. Thiếu nhớ vợ hay sao nhỉ? Đéo thấy ăn gì cả. Xuống thọc thế này. Anh ấy xuống máy bay em hay xuống bánh ngọt mà. Quái quái. Thế không bảo em đưa cả suất anh Độ. Lúc đưa cho suất anh Độ. Đưa ra nhỉ. Bạn Thạc Quang. Nó ngồi cạnh tao. Thế là lúc sắp hạ cánh rồi ta quay lúa ở bên dưới ấy. Quang đang ngủ. Quay ra chứ. Uầy. Dưới toàn lúa anh nhờ. Quay ra anh bảo ừ vắt quay ra lại thêm. Tốc độ mà. Mộng du với tao. Mộng du thật sự luôn đi. Ở đây là gỏ. À. Đây ơi, gỏi xoài, gỏi xoài. Đây là gỏi đu đủ à? Đu đủ. Gỏi đu đủ à? Gỏi đu đủ trong truyền thuyết này à? Trong truyền thuyết anh cay đấy, anh bình tĩnh nhá. Ui, có cả con tép à? Con tép. Đấy là ba khỉ á? Tại sao gọi là ba khỉ? Quang Bạch đúng tâu hài luôn mà. Ăn chúng cái nộm. Em nghe anh ơi. Ăn thử miếng cá thôi. Được nhưng mà tao đéo thích cái mùi kiểu đấy lắm. Nó vẫn là cá rô. Cũng là cá luôn. Nhưng mà nó là dạng lẩu. Quả cá đây ngon này. Ở đây cũng vẫn là cá ngon vẫn đã hiểu. Cá rô. Không, quả này là quả dứa mật. Không sai rồi. Điện thoại nó không gọi thì anh. Nó gọi là đéo gì? Anh đoán đi. Nó gọi là gì? Anh phải đoán đấy. Đoán mẹ tiếng Thái đoán thì đéo mà được. Ví dụ ở Việt Nam mình thì có những cái từ gì để gọi quả dứa? Quả thơm. Nữa, tiếp đi. Khóm. Khóm. Ờ. Thì bên Thái nó gọi quả này là cũng giống như kiểu là từ khóm thôi. Khóm. Không. Thom. Không. Khọt. Khọt. Không. Khọt. Không phải. Tức là cái đéo gì? Quả khiếm.
Mèn đoạn hỏi đéo đâu. Đéo hiểu kiểu gì thế. Anh ăn thử miếng khiểm em được không? Ừ. Nó giống dứa nhưng mà nó ngọt hơn, nó tôi đéo nghe chua nào. Tôi nghe thằng Chris nó nói nó đéo thơm như quả dứa bên mình đó. Quả dứa ở đâu ấy? Nó gọi tên là khiểm. Thế là tôi mới quay sang tôi đố anh Độ. Em ăn mùi nước mùi luôn. Chứ thật ra tôi có biết là gọi là khiểm đâu. Nghe Chris nó nói đấy. Đấy là dưa hấu đúng không? Dưa hấu bên Thái nó lại gọi là khiểm khác. Nó lại gọi là cái đéo ấy. Anh lại phải đoán đi. Đoán thì đéo được. Có những cái tên gọi gì để gọi quả dưa hấu nào? Quả dưa đỏ. Thế gọi là ở Việt Nam ai gọi quả dưa đỏ? Thế gọi là cái đéo gì? Bên này rõ ràng là từ tiếng Thái nó phải khác. Anh nhìn được cái màu là màu đỏ đúng không? Ừ. Nó hơi tôi tượng hình một tí. À. Red. Không, red red tiếng Anh thôi. Không phải. Cỏ bên này nó gọi là quả cưa cấu. Cưa khấu. Vãi. Quả gì cơ? Cưa khấu. Cưa khấu. Cưa cấu. Quả nhưng mà ăn giống hệt quả dưa hấu ở Việt Nam luôn, không khác gì cả. Có anh em không ăn quả? Anh biết quả này quả gì không? Quả khưa khấu. Miếng ổi đúng không? Không phải. Bên này lại gọi nhiều khác. Lại cái đéo ấy nữa. Quả là gì? Bên này nó chuộng vần vần ca. À. Anh đoán quả này gọi là gì? Khổi. Quả khổi. Chính xác luôn. Quả khổi. Chính xác luôn. Còn một người bạn bên kia cười luôn kìa. Ông bên kia chắc được mấy chị mới dạy cho mình là chính xác. Quả khổi. Dê, ăn uống no say về ngay khách sạn, buồn ngủ lắm rồi. Buồn ngủ không chịu đựng được rồi. Ui, đây là xoài Thái trong truyền thuyết đấy à? Xoài. Ui, có xoài khổng lồ thực sự. Xoài kha. Các ông này vô duyên thế nhỉ? Khao niếu. Đây là xoài lá dứa. Xoài kha. Chè kha. Chuối kha. Cái này cái gì? Trông hay thế nhỉ? Hột kha. What is that? Ôi ôi, chị này. Chỉ vào chữ này. Chỉ vào chữ đấy làm sao biết được. 59 bạc. Trông ngon đấy nhỉ? 59 bạc à? Ô mai kha. Bánh cá. What? Kha là cái mà. Ui, đây là cái gì đấy? Tôm trăm kha. Ui, kiểu có nhiều cái đỉnh cao thực sự ạ. Ui, một phần này mà tính ra 50 bạc là có 35.000 một phần này à? Ủa, mình là xe nào nhỉ? Còn hai bên Thái này ăn uống rẻ. Ăn uống rẻ. Rồi. Đến khách sạn rồi cơ. Tới khách sạn rồi. Thật tuyệt, sắp được ngủ rồi. Ai à, ui à. Giới thiệu với cả các bạn, đây là khách sạn mà bọn mình sẽ nghỉ trong 4 ngày 3 đêm. Khách sạn Novotel. Đấy, bạn ấy đang lấy vali làm gì đâu mà. Có ai ở 14 không nhỉ? Không à? Nhá, bye bye cả nhà. Ừ, tí nữa gặp. Người ta đang chỉ người ta lấy cái vali cứ soi mói bớ bẩn rồi. 07. Ui, của khách sạn này đẹp vãi. Xịn thực sự. Ai mà biết được chứ sao không? Tôi đi Thái Lan mấy lần rồi và thực sự là tôi rất là ấn tượng với khách sạn Thái Lan. Có tính được giá 4 ngày 3 đêm ở đây không? Nó rất chi là đẹp. Không biết bao tiền. Ngày xưa khi mà tôi đi cái sự kiện NVIDIA ở cái khách sạn này cũng đẹp vãi chưởng mà hỏi ra có hơn 1 triệu một phòng. Đỉnh. Tôi nghĩ ở đây nhiều khách sạn lắm, giá nó rất là cạnh tranh. Tôi nghĩ ở đây cùng lắm, chắc là 1.500 một đêm là cùng. 1.500 cho 2 triệu một đêm rẻ. Dê. Nói chuyện thoải mái hơn rồi đấy. Anh có tiền ở chị nào xinh không? Bên đấy hầu như là không. Tôi không để ý lắm. Thơm thế. Trước tiên lúc nào cũng thế. Nhưng mà vào phòng thì chúng ta phải ngó qua nhà vệ sinh một tí nha. Ui, đây có cái cửa phòng gì đây? Thông ra phòng bên cạnh. À, đây là cái phòng mà nó kiểu như là phòng, nó gọi là gì nhỉ?
connect room mà. Phòng thông. Sẽ thông được với nhau. Đúng, phòng thông. Đây thì gương với cả chỗ để đồ thôi. Đây là tủ quần áo. Ua. Ôi trời, khách sạn này không có dép các bạn ạ. Quần áo ngủ các kiểu. Phòng để thông. Đây là nhà vệ sinh các bạn ạ. C. Ui các bạn thấy không? Có vòi xịt đít, xịn chưa? Nhà vệ sinh đây. Đây là chỗ oánh răng rửa mặt. Đây có quả bồn tắm nữa. Đây là tủ để đồ. Ui. Này, có giờ mình vào trong mấy cái này. Thôi mở phòng ra xuống có một ông nào đứng ngồi trong đấy sợ vãi cả bìu nhờ. Sức đái con mẹ ra đây luôn mất. Đéo kịp hô hét ai đâu mà nhờ. Còn bên này là giường ngủ. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Xem view cái nào. Ua, đây có quả nhà đang xây à? Khiếp trông to thế. Ở Thái Lan là nhà này nhà nào nhà đấy trông kiểu kinh khủng. To khủng khiếp ạ. Cái này tí nữa buổi tối tôi mà đặt cái máy làm time lapse thì cũng phải gọi là rất là chi là ra gì đấy. Tắt luôn à? Bây giờ là 2 giờ chiều, đúng 2 giờ chiều luôn. 4 rưỡi đoàn sẽ tập trung ở bên dưới sảnh để cùng nhau đi tham quan cái sông gì đấy. Bên đấy có nhà ma thật là. Thì bây giờ tôi sẽ ngủ một tí để tôi sạc thiết bị, đồ linh tinh. Và 4 rưỡi chúng ta sẽ gặp lại nhau để đi chơi cùng đoàn các bạn nhé. Con đâu à? Con đi đâu đấy? Nếu giờ là lại thông phòng với mày luôn à? Buồn cười mà. Đâu rồi nào? Thông phòng với thằng Chris à? Như nhau. Nhìn nào, ơ phòng mày có ghế dài. Phòng tao ghế ngắn. Ôi tôi với thằng Chris lại ở cạnh phòng nhau lại còn thông nhau được ạ. Mách là cứt thật. Hai đéo chịu được. Ê, tông phòng ạ. Ừ, đéo khác gì cả, nó chỉ đối diện thôi. Ui, thì tối anh em mình sang tắm với nhau được ấy. Có thằng cọ cho nhau, ừ, hợp lý đấy. Đã bảo phòng thông nhau mà. Chịu được. Tí mày có đi đâu hay là mày ngủ? Không, em đâu ngủ, giờ này em đâu ngủ đâu. Thế à, anh ngủ cái đã. Anh ngủ nha. Ok, buồn ngủ quá. Ơ, anh bảo này. Mày xem cái wifi phòng mày xem vào được không? Em không vào được luôn. Ừ, anh không vào được. Em đang phải xài 4G gọi cho vợ. Ừ, anh đang chuẩn bị gọi vợ anh mà đéo vào được cay thế nhở. Đấy nha, đi ngủ đây, bye bye. Lúc nào dậy gọi về nhá. Hài đéo chịu. Thôi đi ngủ các bạn ơi. Buồn ngủ lắm rồi. Thế đêm qua đến giờ chưa ngủ một tí nào luôn ấy. Anh Độ ơi, ngáy tiếng lạ thế nhở. Wow. Ngủ xong cái thật là tỉnh táo. Tôi lúc ấy ngủ thằng Bông Mai nó có đi ra ngoài để mua đồ. Tôi có nhờ nó mua cái gậy GoPro. Tại vì cái gậy GoPro của tôi nó bị hỏng mất rồi. Mà đéo mua lắm đồ đấy. Trời ơi, đang đi mua cái này, tôi đi mua cái này. Cái gì đấy? Liverpool. Trời ơi. Fan hâm mộ của Liverpool. Chỉ mua đồ Liverpool mà. Mày đi sao? Ngay đây. Đi xe máy. Đây được cái là trung tâm thương mại nó có mặt ở khắp mọi nơi. Ừ, nhiều trung tâm thương mại. Thế là cứu được quả gậy GoPro của tôi rồi. 300m một cái trung tâm thương mại. 300m cái trung tâm thương mại. 2.300 là triệu mấy nhá? 1.400.000. Uầy, cảm giác cầm một cái gậy chính hãng của GoPro nó khác hẳn so với cả gậy tàu lúc nãy. Anh, chiều nay mình đi đâu ấy nhỉ? Bây giờ mình đi du thuyền trên dòng sông Chabaya. Wow. Sau đó chở mọi người đi thư giãn, massage, khỏe. Thôi trên bây giờ. Cao nhất ở Bangkok. Ok. Thư giãn massage khỏe, mình nhấn mạnh luôn. Bạn nghe rồi đấy. Mình tự do Bangkok lại này đó nữa. Ok anh. Và bây giờ mình sẽ đi một cái du thuyền đi qua một cái dòng sông gì đấy không nhớ tên. Sau đấy là sẽ được trải nghiệm massage Thái Lan. Sau khi massage xong cái là sẽ được đi ăn tối ở một tòa nhà cao nhất ở Bangkok. Đây là lịch của chương trình tối nay. Nghe cũng vô cùng bổ ích và lý thú. Mẹ, nhiều khi ở Thái Lan cảm giác đang ở Sài Gòn đấy nhở? Thời tiết giống hệt luôn. Thank you.
Massage khỏe nha. Lạnh vãi. Ở Thái kiểu chỗ nào cũng lạnh ấy. Quên mất tôi có mua một cái áo khoác đề phòng nhưng mà để trên phòng mất rồi. Quý vị phải vỗ đít nó 3-4 cái xong rồi mở cái nắp nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đây đây uống Red Bull Thái xịn đây. Vỗ cái chai nha, đừng có vỗ người kế bên luôn nha. Chuẩn bò húc Thái Lan. Ngày xưa ở dưới Hà Đông chỗ shop gần nhà tôi có một chỗ bán cái bò húc Thái Lan ngon dã man. Lạnh là lên xe nó lạnh thì điều hòa người ta bật 16 độ. Thế thì ngoài đường nóng lắm, không lạnh đâu. Mỗi người một cái máy quay. Rồi. Bây giờ mọi người không chơi với nhau, không nói chuyện với nhau nữa rồi. Ai cũng nói chuyện với một cái camera. Để chuyến du lịch, mỗi người một cái máy. Chỗ này, đây là một cái bờ sông mà người ta gọi là sông gì đấy, tôi quên tên rồi, tên khó nhớ cực. Chào Praia. Nó sẽ có một cái bến tàu ở đây, sau đấy bọn tôi sẽ được trải nghiệm mà đi lòng vòng quanh sông, cho cá ăn các kiểu. Ui, thoáng mát thế nhở. Dê, ui đẹp thế. Wow, mát mát thật sự ạ. Ui dồi ôi, các bạn không biết tôi chứ đi cái chuyến du lịch này ai cũng một cái máy để quay. Kiểu mọi người phải KPI về, phải mỗi người phải làm cái vlog ấy. Đấy, tôi mà cũng quay nữa thì chết, về thì công nghiệp lắm. Thế nên là thôi, tôi quyết định là tôi không quay. Đấy. Mình anh tưởng là đường đi của du thuyền trong hiện đại, hóa ra mình sẽ đi thuyền này à? Siêu du thuyền anh ạ. Ừ. Anh nhà cẩn thận nha. Nhớ điện thoại nha. Đấy, đến du thuyền rồi đấy. Mới bắt đầu đến đây là tôi đã có một sự hụt hẫng không hề nhẹ rồi. Tôi tưởng là mình sẽ được đi quả du thuyền đỉnh cao vừa mới vòng qua đây, nhưng mà không, mình sẽ được đi thuyền gỗ các bạn ạ. Ủa anh sóng to vãi. Ủa trông kiểu dập dành đấy nhở. Sợ, quang bạch sợ. Đẹp nhở. Trông thoáng mà cảm kiểu cảm giác nó sạch ấy các bạn. Sạch kinh khủng luôn. Quang bạch trông thế thôi sợ chết lắm. Phải mặc áo không nhở? Ui, ngồi đằng sau là sẽ hơi ồn đấy, mình nên ngồi bên trên này đi. Tôi thấy ở ghế là có một số giọt nước nó ở sẵn đấy thì chứng tỏ là tí nữa đi sẽ có nước bắn lên trên à? Đúng. Mặc áo phao à? Vâng, bắt buộc. Cái này là để an toàn. Em cảm ơn anh. Uầy, đẹp chưa? Ủa, cái này là máy của ai bắn ra ta? Chắc của thằng Bảo à? Đấy, thấy chưa? Uầy, nhìn này, kiến trúc này đúng kiểu Chinatown luôn. Ở đây là trong chỗ cung điện Hoàng gia. Uầy, nhiều cá vậy. Con nào con đấy to đùng luôn ạ. Ủa, to dã man này. Người ta nói thấy cá trắng là may mắn lắm, có hai con luôn đấy. Uầy, cá trắng ơi. Ném ơi, miếng bánh nó phải cái to này ném. Thử một cục bánh mì rồi các bạn nhá. Mấy con cá này ăn mồm to cực, mồm bánh này mà đớp phát hết luôn. Nhiều vãi. À, khu vực này không cần phải xé nhỏ, cứ miếng to ném xuống thôi. Bởi vì thứ nhất á, ở đây cái mùi chiều mà cái chuông chùa ở đây gõ lên á là cá nó sẽ dồn về đây nhiều. Thứ hai nữa là người ta đa số làm phút khu vực này và một số những cái cổng chùa thêm. Ai có cái túi ni lông vứt ở đây này. Ủa. Dạ cá nó ăn bình lông chứ chị. Có con dài cả mét luôn đấy. À, gửi lại cho anh Dũng chứ được em. Cá này còn bơi theo thuyền mà. Bởi vì thuyền cho ăn đấy, cá bơi theo. Ăn đây em ơi. Ăn đây đừng ngại, ăn đây. Đấy thấy chưa? Theo như 8 năm Thái làm tại Thái Lan này thì có khoảng tầm hơn 500 cái iPhone xuống đây rồi đó. Tôi thắc mắc cái là đang đi bằng thuyền mà thuyền nó có chân vịt thì nó có ảnh hưởng đến bọn cá này không nhỉ?
Ờ, chứng tỏ là không sao. Ui, lòng cá đấy khôn vậy, tơi theo. Tơi theo này. Né hết chân vịt ra thùng luôn. Ê, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. Đuổi đi. Ờ, không đúng thật, nhiều người rơi iPhone xuống đây lắm. Về rồi đấy. Rồi, nhà mình cỡ phao trả lại nha. Rồi, nhà mình lên trả phao cho anh ta nghe. Rồi, kiểm tra đồ đạc nha, để quên anh chị nha. Coi có rớt điện thoại hay bóng ví gì không? Không, 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 kiểm tra. 4 năm đầu. Uầy. Thực sự. Anh có rơi được không? Anh rơi thì anh mất điện thoại. Bây giờ mình phải đi được khoảng 30 phút đấy. Uầy, ở đây thích thực sự ấy. Đây nhỉ? Ờ, mát dã man. Vãi cả bìu, chụp cái ảnh. Chụp như thật. Đây. Không thấy một tí mặt nào luôn à. Đi massage đi. Đi massage đi. Tạm biệt bến tàu nhá. Tạm biệt mấy con cá nhá. Đáng yêu không? Đáng yêu thật sự. Yêu nhất đấy. Mặc dù hết thời gian để tham quan rồi nhưng mà bọn tôi đang đi qua một cửa hàng Beer Brick các bạn ạ. Trông thích vậy. Nhiều nhất đấy. Nhìn này. Wow. Đình 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 đình. Nhiều Beer Brick vậy. Ui, mày có Mickey yêu vậy. Ui, đẹp nhở. Trời ơi. Xịn vãi. Người ta kiểu người ta sáng tạo thực sự. Nhưng con thỏ đáng yêu không này. Thỏ ba mắt luôn. Trông ghét vãi thề. Sao lại hở ti này. Ê, ê, đầu ti hồng giống hiếu lợn. Không có thời gian vào các bạn ạ. Có thời gian thì vào ngó một tí trông thích vậy. Ê, nhìn mấy con Beer Brick yêu thực sự. Chương trình tiếp theo là bọn tôi sẽ được trải nghiệm massage Thái các bạn ạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Come on, come on, chấp chấp. Dê dê. Đến chỗ massage rồi. Quả tòa nhà này 80 mấy tầng ấy và tối hôm nay đoàn bọn tôi sẽ ăn ở tầng 78. Tuy nhiên trước khi mà vào ăn ở cái tầng 78 này bọn tôi được mời đi massage. Dê, bây giờ chúng ta sẽ đi massage trước. Đấm bóp cho nó sướng đi. Đi massage đi. Đi massage, massage. Massage, mặt chỉ massage mong được đi massage. Massage lành mạnh nha các bạn nhá. Chứ không phải là kiểu massage giả mù giống như kiểu là anh em hay nói đâu, anh em đang suy nghĩ đâu. Đây là massage lành mạnh. Các loại cơ sở massage. Quang Bạch thích massage lắm này. Dạ, mình mở giày xuống đây nha. Áo giày đây giùm em. Có ai Quang Bạch lại vào massage mà còn tia với còn soi. Ờ, như kiểu tìm những chị nào xinh xinh thì bắt đầu mới cho người ta massage sao? Massage body không? Hay massage chân thôi? Body. Body chứ. Massage chân buồn lắm. Ngồi đây đợi em. Cứ bảo ngó ngó. Ai làm body đâu? Ai? Ai làm body? Quả chân đang đau, massage nửa chân được không nhỉ? Body đúng không? Massage một chân thôi được không? Body mấy người đây? Body luôn hả? Một chân. Chân gì? Chân này đang đau. Giờ tôi sẽ bỏ body là cũng phải cởi giày đúng không anh? Cởi hết. Cởi hết, cởi giày bỏ đây. Ok, áo lít xuống hay nổi thân thỏ, nó thay. Anh nghe anh Thái đâu rồi nhỉ? Lên rồi. Có anh nào biết nói tiếng Thái đây không ạ? Có, đi, có gái. Có Thái gì chả thật. Ê, 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 rồi, rồi, chúc may mắn nhá. Chúc may mắn nhá.
Cái này massage sẽ không được quay các bạn ạ, cho nên là xin phép các bạn là tí nữa về tôi sẽ tả cho các bạn xem massage như nào nhé. Massage chân ở dưới còn massage body phải lên trên này. Đấy. Anh Thái hỏi em bảo em cái là cái chân trái của em đang đau, em bảo người ta okay. Né cái chân trái em ra. Quay nhìn quả quân này, mất công nhìn được không? Thực sự quả quân này nó to dã man. Ai xong thì kéo cái dây ra giùm em. Thằng thằng vút ga quang quần còn đeo cả chun nữa. Có cái dây để buộc vào. Ngồi tụt cả quần ra. Đấy. Lúc đấy là đang nói chuyện to quá. Thế là cái chị bên cạnh chị mới kéo cái rèm ra, chị bảo shhh, im bạ một đấy. Đấy, theo bọn tôi nằm xuống trật tự luôn. Anh Thái ơi, anh Thái. Massage đỉnh cao thật. Thấy, ai mà chuyển ra nói thì thầm, đến lúc đầu đến cũng biết. Nói chuyện to vãi trưởng luôn. Ui bị đánh rồi thì thôi. Ui lúc ấy tôi đến là 6:15, bây giờ là 7:30 rồi. Là oánh khoảng hơn 1 tiếng. Thích thực sự các bạn ạ. Oánh đau đéo chịu. Cảm giác như được. Kiểu là vừa được sinh ra một lần nữa. Ừ. Trùng sinh mẹ luôn. Oánh đau như được thành tái sinh người mới luôn. Ui sướng thực sự ạ. Em mới vừa được đẻ lại. Sướng lại thế. Ó rè thực sự. Ó rè ó rè. Hạ khu ca. See you tomorrow. Mẹ sướng vãi đái nhở. Chết 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 chết. Ngồi nghỉ tiếng lại vào tiếp nhở. Còn ai chưa xong không nhở? Xong cùng lúc hết. Xong hết rồi thì bây giờ đi ăn đi. Đói lắm rồi. Ui giờ ăn ngon lắm nhở. Ui ừ. Tầm này ăn thì 10 điểm. Đây bây giờ đi ăn thì ngon này. Thằng bông nghiện đâu. Ngon 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 rồi. Đợi mãi đến giờ ăn. À cho anh nhớ được. Ui túc túc kìa. Tối nay kiểu gì mình sẽ phải đi lại túc túc một cái. Như đã quảng cáo với cả các bạn từ lúc nãy thì bây giờ bọn tôi sẽ di chuyển lên khu vực tầng 78 để ăn tối. Vợ tôi đi làm về trưa nhỉ? Nghe đồn là tối nay sẽ được ăn buffet. Vừa được massage tẩm quất phê vậy đấy, bây giờ ăn cơm sẽ rất là ngon này. Bây giờ lên 77 nha, ở 78 à. 77 à? Lên tầng 77 và ăn ở tầng 78 à? Để anh em lên trước đi. Rồi, à đoàn mình ơi, bây giờ này nè. Đi cái thang này á là đi một khoát từ đây lên tầng 77 luôn. Tầng đó là để ngắm cảnh thôi. Không có ăn uống gì ở đó. Sau đó mình đi bộ lên một tầng là tầng 78, ăn ở trên tầng 78. Ăn xong bấm thang máy lên tầng 81, 82 nha. Và lên trên đó thì đi ra ngoài để mà ngắm cái vòng xoay ở bên ngoài á, ngoài trời luôn. Ai cũng cầu hôn ở trên đó là hợp lý. Dí cổ nó xuống hỏi bây giờ yêu hay là xuống dưới. Chọn toàn đàn ông. À, chụp cỡ. Ê, cái tòa nhà nó cao quá, đợi thang máy lâu quá chứ. Rồi, nó sẽ ra ngoài trời luôn. Wow, thang máy thấy ngoài trời luôn nha mọi người. Đỉnh 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 đấy, đỉnh đấy. Sáng vô luôn, sáng vô luôn nè. Đưa cái chảo vô cái móc nè. Quả này bảo thang máy nhìn được ra bên ngoài nha, tôi cứ ngó đầu của tôi xem. Trông quả lên nhanh vậy. Chả thấy đéo gì. Không, qua hỏi tầng 18 thì thấy. Qua hỏi tầng 18 thì thấy. Một giây có thể 2 tầng luôn này. Thằng mày đi nhanh thật. Đấy, là đây bắt đầu mới thấy này. Wow. Ok hả? Wow. Ôi từ đây nhìn thấy cha nó thiếp luôn này. Cha nó thiếp đang đi bộ dưới đấy. Cha nó thiếp đang đá giải hạn. Quay lên nhanh nhở. Ở đây có một cao cũng nhỏ. Ở đây có một cái bài. Những tầng này nó cũng không hiểu rõ mà nhỉ. Minecraft ủi tai. Ờ, bắt đầu thấy ủi tai đấy. 81 chứ không phải 9 tầng mây đâu. Hỏi. Mấy ông cứ toàn nghĩ là câu chuyện đâu đâu. Chụp hình sau nha.
Wow, lên tầng 77 mà nhanh vãi. Bây giờ lên tầng 77 để ngắm cảnh. Bayoke Sky Hotel. Đây quả mô hình của tòa nhà mà bọn mình đang đang ở. Bayoke 2. Figure người ta bán lại. Ui. Này tầm 7 triệu. Mà nhớ, tôi đi xong cái này về tôi mới biết là Chin xuất xuất các khách sạn bên Thái Lan thì biết ở cái chỗ Bayoke Sky Hotel này nó còn hai cái nhà hàng buffet như thế này nữa cơ. Ui. Đây là cái hàng buffet, nhà hàng buffet rẻ nhất rồi. Cao bán rất ngon. Cái hai hàng kia không biết là ngon nào. Nãy người ta quảng cáo là nó sẽ có một cái phòng xoay panorama 360 độ để xem được hết tất cả những cái góc của cái thành phố Bangkok này. Không, mình ăn ở dưới xong rồi mình sẽ lên đấy ngắm cảnh. Ua. À đây 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 à, nó là cái xoay này sao vậy? Ừ, ở đây này. Vâng. À chỗ này là chỗ đứng chụp ảnh ạ. Bây giờ bắt đầu lên tầng 78 này, hay là 77. Ôi, có vẻ là đông người đấy, thấy có vẻ khá là ồn ào. Đông vãi chưởng luôn nhưng mà nó phục vụ nhanh lắm. Ở đây có quả cây xoài này. Món nào cũng có luôn. Xoài này là phục vụ rất nhanh. Cây xoài đỉnh quá. Để trái luôn nha mình ơi. Bàn bên tay trái nha. Như thật. Ôi, anh Việt hả? Anh Việt hả? À, anh Tuyền à? Đây không nhà hàng. Đi du lịch đây à? Tại vì mình với cả Chris lên sớm nhất nên bọn mình sẽ chọn cái chỗ đẹp nhất. Ui. Đỉnh 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 đỉnh. Quả view ăn tối kìa. Ngất ngây thật sự. Wow. Các bạn có thấy sôi động không? Các bạn chỗ thấy đẹp không ạ? Có phải là cái chỗ mà ngày xưa bọn tôi đã từng ngồi ăn không? Ngày xưa có một lần bọn tôi cũng lên cái tòa nhà này ăn rồi. Cách đây khoảng 3-4 năm gì đấy. Không nhớ được nhưng mà hình như là đúng đấy. Trông quen lắm. Y hệt luôn. Bánh ngọt. Hoa quả. À, view bông mai đẹp hơn à? Thế ở đây có cái kiểu đường trộn với cả ớt. Mẹ quả. Nhưng mà không có muối nhá. Ui, đây là tôm càng xanh à? Đúng không? Đây là ngao à? Ừ, hình như là ngao. Ui, cơm. Trời ơi, cơm. Cơm. Cơm các bạn ơi, cơm. Có cơm ăn rồi, nhưng mà tôi vẫn phải đi tìm miếng thịt bò đã. Ui này. Cái vlog này của anh Độ là 2 tiếng rưỡi. Thế thằng Chris nó làm là bao nhiêu lâu nhỉ? Chắc phải rơi vào tầm đấy đúng không? Đâu đây là chín rồi. Mẹ tôm chín rồi nó mới màu này chứ đéo con nào. Thì nó là ăn nhẹ cho giòn hiểu không? Chín rồi xong rồi nói. 20 phút thật ra. Mẹ vlog công nghiệp tê à? Mẹ đi đến tôi ngồi thóc sâu được 4 tiếng. Mà làm 20 phút ạ. À. Ê, stack ở đâu nhỉ? Stack ở đâu nhỉ? Đồ ngọt á? À đây à? Đúng 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 đúng. Đây rồi. Thứ mà tôi đang cần. Đây là sở tích thì anh tôi đọc là sở tách ạ. Thề. Này nghe lại đây. Điếu con này. Thì nó là ăn nhẹ cho giòn hiểu không? Chín rồi xong rồi nói ra. Ê, stack ở đâu nhỉ? Stack ở đâu nhỉ? Đồ ngọt á? À đây à? Đúng 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 đúng. Đây rồi. Thứ mà tôi đang cần. Đây là cái tôi đang tìm đây này. À xong rồi quay ra chụp ảnh với hai bạn đằng sau. Ừ, steak. Một miếng steak thật ngon. Chính ra là trình độ tiếng Anh của tôi và anh Độ là ngang đấy, nhau đấy. Cả gì nữa này. Cũng phải kẻ chín lạng mà người 30 gram. Không, tao không ăn được cái này. Không ăn, không ăn được. Sashimi ăn đang được. Chắc tôi chắc là phố ẩm thực của ăn được cái đấy dễ bị đau bụng. Thôi, tôi bây giờ ở đây hơi đông một tí nên là quay động hơi ngại ấy. Nên là bây giờ tôi sẽ lấy một miếng thịt bò thật nhanh, sau đấy là tôi đớp ra, các bạn đói lắm rồi. Vừa bị đấm đau hết cả người rồi. Đây, anh đã khổ với cái này anh ăn sao được. Cái gì đấy? Đây là tôm răm. Tôm răm. Với cả đồ hải sản. Tổng hợp được. Mẹ, bảo sao mày béo quá ạ. Thế thằng này lấy ra mấy đĩa cho nó đéo chịu ăn, còn tôi ăn. À đây ơi, cái món bò tôi bảo ngon này. Món bò này ngon thật. Vừa món bò ngon vãi. Thì lại thấy thèm ạ. À. Ăn nó ngon cực. Cái này là hủ tiếu bò các bạn ạ. Tôi nhìn qua thì trông nó có vẻ là hơi lạ. Với cả tôi đang không biết được là cái nước sốt này ăn nó có hợp mồm mình không. Tôi thấy anh Thái bên đoàn bên hướng dẫn có bảo là đây là có hai loại nước, một loại nước tiết và một loại nước trong. Nước tiết này. Ừ. Đấy, nước tiết thì trông nó sẽ đục đục và nó đỏ. Món này ngon mà nó bơm thẳng tiết vô luôn. À.
Trông thì nó rất là ngon nên là tôi chắc chắn là sẽ không thử. Bụng tôi rất là yếu. Trời ơi, ngon lắm anh Dài ạ. Đây người ta làm cả pizza ở đây luôn. Ngon cực. Nói chung là ok. Nhưng mà tôi... À rồi. Không, tôi nghĩ là tôi nên làm đĩa cơm các bạn ạ. Hợp lý. Tôi vừa lấy được đĩa cơm rang về thì tôi thấy Chris nó đang ăn cái món mà lúc nãy anh em mình vừa mới xem xong. Đấy là món hủ tiếu bò. Rồi, canh này canh tiết à hay canh thường? Canh tiết anh ạ. Ôi, nhìn đi ông. Nhìn nó tái dã man luôn đấy. Đúng cái ảnh tôi chụp cho các bạn đúng không? Nhưng mà ăn nó ngọt cực kỳ luôn đấy. À mà nhá, để ý nhá. Là anh Độ đi đâu ăn buffet gì thì lúc nào phải làm phát cơm rang đã cho chắc. Đấy. Ăn lúc nào ăn cơm rang cho chắc bụng xong bắt đầu mới ăn các món khác. Thì ra là bụng anh Độ là chính ra là cũng to phết chứa được nhiều thứ. Cái này nó không có... Vâng, anh Độ qua Thái thì rốt cuộc anh Độ vẫn ăn một món rất Việt Nam. Tao đi đâu tao không thể thiếu được cơm. Tôi gọi một miếng cá, một miếng bò rồi nhưng mà tôi vẫn phải đợi để người ta làm xong. À đây rồi, cá tôi đây này. Ê, cảm ơn Thảo nhá, cảm ơn em. Ôi dồi ôi, ngon nhỉ. Đúng là nhà hàng. Nó là mẹ làm cực phẩm mẹ luôn ấy. Cá hồi hay cá gì ta? Bò sống là gì anh? Úi, ngon chưa? Cá hồi. Được. Cá hồi sốt sốt bơ hay là sốt sữa? Giờ tôi sẽ trải nghiệm một món rất là mới. Đầu tiên tôi đã ăn ở bên Thái, đây là cơm rang các bạn ạ. Mà tôi có nhìn không nhầm, cơm rang hải sản. Đúng rồi. Cơm ngon quá. Cơm thì ok rồi, bây giờ tôi ăn thử miếng cá xem nhá. Cá hồi. Cá này thì... cá này nhìn phát là biết là nó sẽ ngon rồi các bạn. Ủa mềm ấy. Tôi không ăn miếng cá nào. À có, tôi ăn cá hồi sống. Ngon. Ờ đúng rồi, trong sushi cá hồi đúng rồi, biết rồi. Tôi thích mấy cái cá như này. Quan trọng là nó không có xương không ạ. Úi dồi. 5 thìa. Đúng 5 thìa hết suất cơm ra 1. Cá ngon cực. Đây không tính. 2 3 3 muỗng hết miếng cá hồi. 5 muỗng hết miếng cơm rang, 3 muỗng hết miếng cá hồi. Mày đi đây nào, tao để nhờ đấy. Ăn à, xong miếng cá rồi, bây giờ tôi sẽ trải nghiệm ăn miếng steak. Ngon, miếng này ngon. Well done thì tháng nào đi đá bóng không mặc quần. Không, anh không ăn được đỏ. Là chín đúng không anh? Ờ, là chín hẳn luôn đấy. Chín hẳn? Thì ăn thịt bò đâu? Đây là miếng thịt bò thái dày anh ạ. Cái gì đá bóng không mặc quần. Đúng ra well done là nó dai nhách luôn đấy. Một miếng dày nhất nha, không có một miếng đỏ nào hết. Nó khô hết đỏ. Không có ngon đâu. Ngon. Má hàng dài nhất luôn ạ. Sao lại dài ấy nhỉ? 2 miếng. Dài quá các bạn ơi. 3 miếng. Đây các bạn coi ạ. Còn trên đây còn có mức 5 miếng. 5 miếng hết đĩa steak. Đấy là sao steak lại ăn với tương cà nhỉ? Nó vẫn dai các bạn ơi. Dai vậy. Đó, miếng này miếng thứ 5. Hết luôn. Hạp. Tôi ai cũng thử cái món... con món hủ tiếu tiết, nước tiết luôn ấy. Ngon không ai? Ngon không ai? Ngon. Tuyệt vời. Không ngon thật, cái bò mày, bò mày tiết ấy ngon thật. Nghiện đấy. Ngon. Uầy. Ủa, thế giới phết nhở. Ngon. Ngon lắm anh ạ. Có mỡ to lắm để anh em coi anh. Tôi phải đi gọi bát mới hả? Đúng. Ngon bát. Đúng. Phải lều mình ăn no lắm rồi, xong rồi quay ra thấy ông Chris, ông lại lấy thêm về một thao. Một rổ hào. Sợ thật. Ăn sống luôn á? Đấy. Đúng rồi. Nó dành cho mày kia. Quang bạch này phải ăn 40 cái nữa. Vài dòng thôi, vài dòng thôi. À, đây. Tôi lại giải thích như này. Cái đĩa, cái bát nước chấm này là người ta để sẵn cho mình như thế này. Nhưng mà thật ra là không phải là mình lấy mấy cái này mình để trên đây. Mà người ta sẽ có một cái bát nước chấm tổng ở chỗ hàu đấy. Là mình sẽ lấy cái nước chấm tổng đấy mình cho vào đây. Sau ai ăn chua thì vắt thêm chanh. Đấy, chứ không phải là đây là vắt vào đây. Đấy, tức là chỗ này là Chris nó không lấy cái bát nước chấm tổng. Có bát nước chấm tổng to lắm. Ăn mất vị hào hết. Đây.
À, con. Tôi bên đấy tôi biết mà. Bán lõi lìn. Nãy em tính lấy rồi nhưng mà thấy bốn con số xui. Số tử nên. Ăn khỏe vãi đái á. Đây nhá, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh Độ ăn. Miếng chanh lên. Quét miếng mù tạt lên hồng. Đấy. Quang bạch trông ăn. Tắt nó ra khỏi cái lưỡi của nó. Đó. Tham gia. Dứt. À, cái đoạn hướng dẫn ăn thì ông đấy đuông che mẹ đi ạ. Anh làm mấy con á? Mẹ nó ăn liền lúc 3 con ạ. Tôi ăn để rơi vào tầm một độ 6 con. Không, ông đến 5 con thôi. Đấy. Cái lúc mà mọi người di chuyển rồi, lên trên, tôi vẫn ở lại tôi ăn tiếp. Mấy anh em trong đoàn là sẽ lên trên tầng 80 mấy gì đấy để cùng nhau ngắm toàn cảnh Hồng Kông. Mày có đi Bangkok, mày có đi nhanh lên không? Tám mấy nhá? 81, 83. Rồi, một ông 81, một ông 84, một ông 83. Quan trọng loanh quanh là tầng 8 mấy gì đấy. Đại loại là tầng 8 mấy để ngắm cảnh một tí. Mà quan trọng là trên đấy có phòng hút thuốc không ạ? Nó có chia ra ngoài không anh nhỉ? Nó mà nướng mỡ hành em ăn tận 50 con. Điên! Mày búng top xuống à? Ăn em tận 50 con. Mày ăn đúng mấy ông Việt Nam. Trên này thì có người bấm thang máy các thứ cho mình. Tên mình lên thôi. Eo ơi, người ngoài hành tinh này. Người ngoài hành tinh cởi chuồng. Đây là mấy cuộc thi như là chạy theo thang bộ từ dưới lên trên hay sao ấy. Đây là những người chiến thắng của các năm, mỗi năm một người chiến thắng. Có 12 phút từ dưới lên nó kinh ấy nhỉ? Ờ, đây 11 phút 58 này. 11 phút 11 này. Mẹ chạy nhanh đéo chịu được. Đấy, trên này nó xoay. Đó, nó xoay chậm lắm. Anh có hút thuốc không anh không? Ui, cái này nó xoay luôn không ạ? Ảo thật đấy. Đỉnh. Là nó sẽ xoay xung quanh và mình sẽ nhìn được hết tất cả các góc của Bangkok. Đó, thấy không? Tôi là mặc dù đi xa vợ nhưng bao giờ tôi tia cái cả. Ở trên này gió mát vãi. Không bao giờ tôi tia cái cả. Có một cái hay là trên này sẽ không có kính. Cho nên là thoải mái nhìn mà nó không bị lóa các bạn ạ. Thích thực sự ạ. Thật sự đùa đâu. Các bạn thấy không đấy? Rồi mấy em gái cứ quay ra nhìn tôi nhưng tôi đâu. No. Gì đấy? Ủa? Cái này trông như cái này nó xuyên qua mặt tôi này. Trông cứ như xuyên qua mặt tôi ấy chứ. Đấy, Thái Lan về đêm đấy. Bangkok in the night. Into the light of Bangkok. Krung Thep Mahanakhon. Lịch 8 mỏi lít thứ mấy? Tối mai thứ 6. Cái này là anh Độ để máy ở một góc, xong rồi nó tự trôi theo. Thế, trong mặt béo đéo chịu được. Sao đoạn này chúng tôi béo thế nhở? Rồi đi về. Ui dồi ôi, mẹ mỏi quá. Hết ngày đầu. Không mỏi đéo chịu được. Thế là hết một ngày ở Thái Lan rồi. Bây giờ về tắm rửa ở đái rồi là nghỉ ngơi thôi. Thề đặt máy quay diễn thế, anh Độ này. Cái đoạn rồi chắc chắn là diễn luôn.
Lạnh dã man, tôi không hiểu kiểu gì cái điều hòa này. Các ông nhìn nhá, nó đang là 21 độ. Xong có lúc thì nó lên 22 độ. Xong tôi cố chỉnh cho nó lên 28 độ chẳng hạn. Xong bằng một cách thần kỳ nào đấy, một lúc sau nó lại tự nhảy xuống khoảng 21-22 độ. Lạnh vai trưởng ạ. 22 độ đấy là điều hòa tổng, điều hòa tổng. Không chịu đựng được. Úi dồi. Anh Độ oánh răng mà cơm trông cứ như là đang bẻ răng ấy nhờ. Xô, như giặt quần áo ấy. Ô, biến hình mới này. Kiểu biến hình mới. Kiểu này biến hình mới này hôm nay mới thấy này. Học. Dê, phải học cho những video sau. Tiếp tục hành trình ngày thứ hai thôi. Hello anh Thái. Từ hôm qua đến giờ là mình chỉ ngồi cái ghế này thôi. Và ngồi với cả thằng Chris, nhưng mà hôm nay Chris nó không đi. Nó bảo là trước nó đã đi cái chỗ này rồi. À, em cảm ơn anh ạ. Lịch trình bây giờ là mình sẽ đi Hoàng Cung trước nhá. Đúng rồi, đi Hoàng Cung trước. Hoàng Cung tôi đánh giá cũng là một địa điểm du lịch nên đến ở Thái Lan. Để các bạn sẽ hiểu hơn về là trong Hoàng Cung nó có những cái gì, những ngôi chùa trong đấy nó như thế nào đấy. Ui, nắng này, nắng dã man luôn. Dê, đến nơi rồi. Đấy à. Bổ ích đấy. Wow. Đây có bãi cỏ to thực sự. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là Hoàng Cung, nơi mà vua của Thái Lan sẽ ở. Đúng. Trong đây cấm nhổ bọt, cấm trèo, cấm thì tất cả. Mà vào trong đó thì chụp hình chụp ảnh được thoải mái. Nguyên lúc mình đi vào tham quan ở trong tượng Phật Ngọc thôi nhá. Phải bỏ dép ra, bỏ kính mát, bỏ mũ nón, cấm chụp hình chụp ảnh ở bên phía trong. Các bạn vừa nghe hướng dẫn viên nói chuyện và tôi là bông mai mặc quần đùi. Đấy là hướng dẫn viên người Thái Lan các bạn nhé. Theo quy định ở cái Hoàng Cung này thì tất cả những hướng dẫn viên phải là người Thái. Nhưng mà do đoàn mình là đoàn Việt. Không phải nói đùa đâu, nhưng mà tôi nói thật là chin mình rất là may mắn cưới được người chồng như tôi. Đẹp dai, phong độ. Thật sự luôn đấy. Nam nên là sẽ có một hướng dẫn viên người Thái nhưng mà nói tiếng Việt rất là sỏi để hướng dẫn cho mọi người. Chứ không được phép đưa hướng dẫn viên người Việt Nam vào để nói ở trong Hoàng Cung. Yeah. Quy định nó là như thế. Sao lại chế? Mới mua à? Ừ. Xong rồi nếu như mà hôm nay gặp các cầu thủ Liverpool mà cứ ý là anh cứu em cái. Giơ giày vào mặt à? Ở đây có một cái bãi cỏ rất là to, tôi không biết là để làm gì nhưng mà rất là nhiều chim. Chim bọ cao. 120 bạt. Đây, mua quần. Quần hợp thật sự luôn. Tôi vừa về tặng chim cái quần này mà chim không lấy á. Ủa để mua luôn à? Vâng, anh thấy xịn không? Em bảo mua lấy. Trông hợp lý nhờ. Con này không có. Cái này đang quay luôn hả? Vâng, đang quay. Xịn luôn. Giới thiệu các bạn nhé, đôi giày tôi đang đi là mua của bên Chill & Free của Q&T nhé. Đấy. Theo quy định ở mấy cái chỗ Hoàng Cung với cả là chùa ở bên Thái Lan ấy thì bắt buộc vào tham quan là phải mặc quần dài. Đây có ba ông mặc quần ngắn cho nên là phải mua thêm một cái quần dài như thế này để mặc các bạn ạ. Giá là 150 baht. 150 baht tính ra là khoảng một lốp 90.000. Ơi đúng. Anh tính chuẩn. Đẹp nhở. Hay mình mua cái về mình mặc nhở. Mặc mát được, mặc quần này mát. Nghĩa là mặc mát không? Mặc quần này không cần mặc xịp luôn. Alibaba nhở. Ủa trước khi vào Hoàng Cung là phải đi qua một cái cửa an ninh như thế này. Đấy, vào ta sẽ đo nhiệt độ rồi bắt rửa tay các thứ luôn.
Dạ. Yeah. Thank you. Cái này là tự lấy xong rồi. Tự lấy xong rồi dán vào người. Kiểu như là chả biết để làm gì. À ha. Mình còn dán một cái sticker vào trong áo như thế này để đánh dấu một cái gì đấy. Bên này là người ta đang xây tàu điện ngầm. Nghĩa là sau này chỉ cần đi tàu điện ngầm một phát là đến Hoàng Cung luôn, tham quan luôn. Còn hiện tại thì có thể sử dụng các phương tiện công cộng khác. Hoặc là các bạn có thể đi taxi, đi xe ôm, đi túc túc gì đấy. Đấy. Giới thiệu bảo các bạn đây. Hoặc là các bạn có thể đi taxi, đi xe ôm, đi túc túc gì đấy. Hoàng Cung đang xây sửa này, nhưng mà cho tôi muốn hỏi nhá. Là ngày xưa ấy, kiểu tường thành nó chỉ xây đến tầm này thôi đúng không? Thế này thì kiểu ngày xưa mà kiểu công thành các thứ mà người ta kiểu bắc thang, người ta cưỡi voi là leo tận trên này rồi gì? Dạ. Tại vì cái cổng thành tôi thấy là các bạn so với cả cái đầu ô tô thế này, nó rất là thấp chứ nó không phải nó cao vụt lên trên. Đấy. Thì tôi đã không biết là ngày xưa là các kinh thành nó có kiểu ngắn ngắn này không. Đấy, chứ tôi mà tôi đi qua cái đoạn quan phố Phan Đình Phùng, các bạn thấy không, có cái cổng to tướng ấy. Đấy. Thì cái thành chỗ đấy to cực kỳ luôn. Giới thiệu bảo các bạn đây là chùa Phật Ngọc. Tí nữa trong kia thì bọn tôi sẽ được xem cái tượng Ngọc Bích. Nó cao 80 phân nhưng mà người ta sẽ không cho quay phim chụp ảnh ở trong đấy. Anh chị em ơi đừng tách đoàn nhá. Mình vào một đường rồi, hiểu rồi, dạ. Ok anh Dũng ơi. 500 bạt để tham quan xung quanh khu vực Hoàng Cung này. À tức là trong Hoàng Cung nó chỉ 500 bạt tính nhỏ, ra nhỏ là 6530. Hiểu 300.000. Cỡ đó. Thế ở ngoài thành chỉ đi vào tham quan ở trong cái Hoàng Cung này là chỉ đi một chiều thôi các bạn. Có nghĩa là mình không đi quay lại. Cao 9 mét cơ. Đây có một cái hàng ghế để nghỉ này. Nếu như cảm thấy đi một chiều nó mệt mỏi quá thì các bạn có thể ngồi nghỉ ở đây, sau đấy đi tiếp. Còn trước mặt thì bắt đầu là mình sẽ đi vào trong khu vực Hoàng Cung. Trong này là quán cà phê Hoàng Cung. Bắt đầu từ đây là cấm quay phim chụp ảnh này. Cấm nói to, cấm chó mèo, cấm vũ khí. Ừ. Không bộ đàm, không drone. Và cấm rất là nhiều thứ khác nữa. Cấm nhiều thứ lắm. Đúng kiểu là đậm nét văn hóa Thái Lan luôn. Thực sự ạ. Hoa văn các thứ chi tiết kinh khủng. Vào bên trong thì không biết anh Độ tí nữa có giới thiệu cái đoạn cái bức tường tranh ảnh ở trong này không. Ui. Để cái đoạn đấy tôi đi tìm tôi này, anh Độ với thằng Tuyền đi tìm cái điểm kết thúc mãi không có luôn. Không biết điểm kết thúc ở đâu. Cái gì cũng màu vàng. Tôi còn đi lạc luôn trong đấy mà, để tôi tìm cái điểm kết thúc không biết đâu. Đỉnh dã man không ạ? Đỉnh thực sự luôn. Ui, đẹp thế. Vẫn đẹp nhờ. Cái thảm màu đỏ này là cái đường của vua đi ấy. Rồi tôi thấy giới thiệu như thế. Còn ở bên này là một cái chùa nhưng mà nó bé hơn. Cái chùa này ngày xưa là cái tượng ngọc đặt ở bên đấy. Sau đấy là dân đến lễ nhiều quá không đủ chỗ thì người ta xây thêm. Đời vua tiếp theo là đời vua thứ tư mới xây thêm cái chùa bên này to hơn, rộng hơn, đẹp hơn. Ui, anh đâu nhớ thế nhỉ? Sang bên này. Tiếng chuông gió. Tiếng chuông gió to thế. À, trước khi vào trong chùa thì mình sẽ phải bỏ giày. Cái này người ta làm chi tiết thực sự luôn ạ. Từng mảnh bé bé ghép vào với nhau. Cái này nhiều lúc là muốn sờ thử lắm đấy, nhưng mà người ta không cho phép sờ. Chứ được là tôi muốn sờ thử xem nó là cái gì, nó như nào. Nó chỉ được nhìn, nó không được sờ. Ok. À, từ đây vào trong để ngắm cái tượng ngọc là không được quay nữa rồi các bạn. Uầy. Đấy, các bạn thấy không? Cái ở trên cao này chính là tượng Phật Ngọc đấy. Ra vẩy nước cho anh cái khôi ơi. Đây. vẩy nước. Chúc may mắn. Được giọt nào vào đầu uống đây. Chúc may mắn. anh Độ vẩy cho tôi đầu ướt sũng luôn. Đây là như kiểu vừa gọi đầu xong. Của sư. Người ta lễ xong người ta sẽ để nước ở đây. Cái này thì họ hay lấy sen về xong họ vẩy lên đầu để may mắn. Kiểu như thế. Vừa người sờ á? Tôi vừa được vào xem tượng ngọc xong các bạn ạ. Ui, trong người nó đẹp dã man.
nó rộng kinh khủng luôn. Xong rồi cái tượng ngọc nó ở trên cao. Ở Thái Lan thì có 3 mùa tất cả. Đẹp chưa? Mùa hè, mùa mưa và mùa đông. Hiện tại đang là mùa hè. Mỗi mùa thì vua sẽ lên thay áo cho tượng. Và cái áo đấy hoàn toàn bằng vàng. Đẹp long lanh luôn các bạn. Đẹp, đẹp cực kỳ. Tiếc là trong đấy không được quay. Tôi chỉ được quay mấy cái hình ảnh nhỏ nhỏ bên ngoài như này thôi. Trên này họ đang sửa lại mái này. Còn đây là cái cổng mà vào trong một cái nhà rất là to nhưng mà cổng này hơi kín nên tôi không nhìn được bên trong. Tôi thấy bảo là vua về thì sẽ ở trong cái khu này. Trông quả cổng kiểu xịn dã man ấy. Đây là khu gì nhỉ? Mày cái tờ bản đồ đâu? Giới thiệu thôi mà. Khu này khu gì đây? Khu này của mình đang lũi ở đây này. 26 kìa, 26 kìa ông cháu ơi. À, đây đây nó khu này em ơi. Đây mái, đây đúng không? Đúng không? Ừ, 26 đây. Chỗ chính này. À đâu, đây. Nó chỗ này. Nó là sửa mái. Đúng rồi. Cái hình này rồi. Ừ. Chanki Manha được xây bởi vua Rama V vào năm 1987. À 1877. Rất là lâu. Thiết kế theo anh này. Đây có cả kiến trúc sư này, Mr. John Brunis. Ok, thế cũng tôi ra để làm gì? Trong này tôi cầm cái gậy GoPro, tôi đi, tôi cứ tự tin, tôi cầm, xong rồi tôi khoáng khắp nơi. Xong rồi đến lúc mà khoáng chán rồi ra, anh hướng dẫn anh mới bảo là trong này người ta cấm dùng gậy. Nếu như mà cầm GoPro thì chỉ được cầm bằng tay thôi, và bây giờ tôi với cả bông mai tháo hết gậy ra, đang phải cầm bằng tay. May mà chưa bị phạt đấy. Cái này, cái tòa này giống kiểu cái tòa nhà quốc hội của bên Thái Lan đấy nhở? Kiểu người ta họp, chắc người ta họp ở đây đúng không? Tôi nghĩ ở đây thì người ta phạt đơn giản lắm, cứ tiền tươi thóc thật mà phạt thôi. 2.000 bạt một phát, 2.000 bạt một phát. 2.000 bạt thì nó rơi vào đâu đấy khoảng 1.3 triệu cỡ đó. Bên này là có một khu để bảo vệ ở các bạn ạ. Còn tầng 2 là chỗ tiếp khách của nhà vua với cả hoàng hậu. À đấy, tức là nhà vua ở bên phải, xong hoàng hậu sẽ bên trái. Ở tầng 3 sẽ là nơi cất cho cốt của những người thuộc hoàng tộc đã mất. Cũng là nam ở bên phải, nữ ở bên trái. Ui dồi. Còn ở dưới tầng 1 là kho vũ khí với cả mấy cái đồ gì đó. Ui, tòa nhà sợ nhở. Tầng 3 này là nơi cất kiểu cho cốt thứ. Tầng 2 thì là nơi vua tiếp khách. Tầng 1 thì là để súng ống đạn dược. Theo như mà tôi vừa hỏi thì nó là như thế. Không, có đoạn này tôi không để ý. Đoạn này tôi đang chứ nó không phải là bảo tàng. Tôi đang tách lên trên tôi chụp ảnh. Tôi không để ý. Còn đây. Đây tôi chụp ảnh với cái đây, này cũng đẹp này. Đây nó là cái gì nhở? Bảo đây là cái gì bảo? Không biết, cái đoạn này tôi không biết thật. Ui, đẹp đấy nhở. Tôi vừa hỏi xong không ạ? Cái nhà này là cái nhà ngày xưa để quan tài của vua Rama V. Cái đoạn khu bên ngoài này sẽ là chỗ mà để quan tài, xong rồi dân sẽ ở xung quanh này để đến lễ ông ấy. Đẹp dã man. Đẹp nhở. Chia tay với Hoàng Cung thì bây giờ chúng ta sẽ lên xe để di chuyển sang tham quan điểm tiếp theo là tượng Phật bốn mặt. Thế là không có ấy rồi, không có cái đoạn đi vòng quanh tìm cái điểm kết thúc của cái bức tường rồi. Đấy là những cái câu chuyện từ thời vua Rama I của bên Thái Lan luôn. Mất cái cảnh đấy, cay thế. Chắc là dài quá anh cho vào. Cái gì center ấy nhỉ? Trung tâm thương mại center gì nhỉ? Dạ, Center World. À, Center World. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vui vẻ nhá. Anh tên gì ạ? Tên anh Dũng. Anh Dũng à? Anh Dũng, hướng dẫn viên Thái Lan, người Việt Nam là họ biết luôn. Vâng, em cảm ơn anh Dũng nhá. Kể đi á, tôi không biết nó phải kể như nào, tại vì mình không hiểu cái lịch sử bức tường đấy như nào. Nói chung là vẽ rất nhiều, rồi thần, rồi voi, rồi nhiều thứ lắm. Mỏi chân thực sự. Anh lại lên xe thôi các bạn ơi. Chú anh Dũng luôn đấy. Ôi mỏi chân vãi trưởng. Giờ chương trình của mình sẽ là đi tham quan tượng Phật bốn mặt, sau đấy là sẽ ra trung tâm thương mại ăn trưa các bạn nhá. Bye bye Hoàng Cung. Ui, đi cái Hoàng Cung hôm đấy về bị nắng nóng không? Về như kiểu bị say nắng vậy. Dê, lại xuống xe thôi. Anh phải đứng giống nhá. Giống không? Như hai giọt nước vậy. Như hai giọt nước. Đây. Nhìn này, như hai giọt nước vậy. Giống nhau thật sự. Tôi thấy anh Giai lại đứng lại có nét giống anh Độ đấy. Ừ. Ok.
Đây là cái trung tâm thương mại Central World mà trưa nay bọn mình sẽ ăn trưa. Nhưng mà trước khi mà đi ăn trưa ở trên tầng 6 thì mình sẽ di chuyển ra mặt trước của cái Central World này để thăm cái tượng bốn mặt. Cái tượng bốn mặt này thì nó có cái câu chuyện nó rất là hay về cái tượng bốn mặt này, nhưng mà tôi quên mất câu chuyện đấy rồi. Tí nữa tôi sẽ tìm anh Thái để anh Thái kể cho các bạn nhé. Anh Thái là hướng dẫn viên du lịch của đoàn bọn tôi trong chuyến đi lần này. Bản thân cái bức tượng này á, là nó của khách sạn 5 sao ở đằng sau lưng nó. Và khi cái khách sạn 5 sao này xây lên á, thì nó có sự cố. Đấy, đoạn này là tôi với cái thằng bóng vai bị kẹt đằng sau, là bọn tôi bị không biết đường. Đấy, thế lúc mọi người di chuyển ra đây bọn tôi vẫn bị kẹt bên trong. Tại vì sao? Thằng bóng vai nó mua xoài ăn. Thế nên là anh em tôi bị lạc ra đằng sau, mãi về sau bọn tôi mới đuổi theo được đoàn. Lên đây là mọi người mua xong rồi vòng hoa với cả hương rồi, lúc này bọn tôi mới mua. Đó là sập cái tầng thứ 3. Và ông chủ ông lo lắng quá thì ông mới hỏi sư, và sư mới nói là phải đặt một cái tượng thần mà thờ ở đây có một góc này. Thì người ta biết cái câu chuyện của ổng, và người ta đi ngang qua đi lại thì ổng đặt cái tượng đó rồi, và người ta qua lại khấn xin, thì người ta mới thấy rằng là nó linh nghiệm quá, tượng này linh nghiệm. Và họ đặt lễ, họ cảm ơn, đặt vòng hoa ở bên ngoài do không vào được bên trong khách sạn. Và cuối cùng là ổng sẵn sàng mở một cái cửa lớn cho người ta đi quay lại khấn và vô. Lâu dần người ta đi lại đông đúc và trở thành cái đền thờ trung tâm. Yeah. Cái tượng thần bốn mặt này nó có ý nghĩa gì anh? Nào mày lại trêu tao đấy. Trung quy là người ta cầu cho tài lộc, sức khỏe, gia đạo bình an, cả tình duyên của họ luôn. Okay. Em thấy như ở đâu, hình như trung tâm thương mại hay là những cái chỗ nào chợ người ta cũng để cái tượng này. Đây là vị thần mà người ta cầu tài lộc và làm ăn, cho sự chính trực, ngay thẳng, rõ ràng. Đồng thời là sự phát triển và tài lộc. Cho nên người ta thường đặt ở những nơi họ làm ăn. Anh Thái nói chuyện đỉnh cực. Kiểu, nghe rất là cuốn. Đúng. Nghe rất cuốn luôn. Cái này sẽ mua để đặt vào tượng đấy à? Đúng rồi. Còn hai mua lớn thì bên kia, nha, hoa bự thì bên kia. Còn bên đây thì nhỏ 20 bàn thôi. 20 bàn một cái là tính ra có bao nhiêu? 12.000 thôi. Rất là rẻ. Cái hoa bé bé này là để tí nữa sẽ đặt vào cái tượng bốn mặt đấy để cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu công việc gì đấy. Đây có tổng cộng là 4 cái hoa nhỏ, giá là 20 bạt. 20 bạt thì rơi vào khoảng 20 bạt là 12.000 à? 13.000 à? Cỡ đấy, cỡ 12-13.000 được 4 cái bông hoa bé bé này để mình đặt đủ 4 mặt đấy. Bây giờ đang là khoảng 12 giờ trưa mà ở bên kia đường thì các bạn có thể thấy bên kia là cái tượng 4 mặt đấy mà đang rất đông. Đây là thời điểm vắng nhất trong ngày, còn nếu như mà tầm buổi chiều thì sẽ đông khủng khiếp. Đúng rồi. Tao không biết. Cái này hoa thật đấy. Cái này hoa thật à? Trông yêu nhỉ? Trông thích thực sự ạ. Anh Thái bên đấy được quay không? Đấy. Đây chính là cái khách sạn 5 sao đằng trước này thì để cái đền thờ tượng Phật bốn mặt. Ấy, các bạn thấy không? Ấy, các bạn thấy đẹp không? Đây cũng là một địa điểm ngày rất xưa là ở đây họ cho đốt cả hương. Nhưng mà vì một số sự cố hương khói nó mù mịt, xong rồi camera không check được, xong rồi là nói chung là người ta đến lễ nhiều quá, hương khói nhiều quá, nên là bây giờ người ta cắn mấy cái nhang giả vào đấy chỉ để tác dụng là tượng trưng thôi. Đây là bảng tiền công đức của mọi người ở đây vào năm 2021, 2 tỷ, khoảng 2 tỷ rưỡi bạt. Nếu như là tính không nhầm thì loanh quanh nó rơi vào đâu đấy khoảng 1.600-1.700 tỷ. Đấy là của nhiều năm vừa rồi chưa? Còn năm nay trong khi một mà năm đấy, kết thúc năm rồi họ sẽ tổng kết lại và họ sẽ công khai ở đây. Trong một tôi năm mà một tí như thế ta đâu. Làm từ thiện. Nghe đồn chỗ này thiêng lắm. 2 tỷ rưỡi bạt. Bên Thái người ta rất thích làm từ thiện. Mình sẽ đi ăn trưa ở tầng 6 của trung tâm thương mại Central World. Bên Thái như anh Thái kể là người ta thường cho đi nhiều hơn. Bởi vì người ta luôn luôn nghĩ rằng là cho đi thì sẽ được nhận lại. Đấy. Giới thiệu với các bạn, đây là trung tâm thương mại Central World. Nó không phải là trung tâm thương mại lớn nhất nhưng mà nó đấy, to kinh khủng. Ảnh đấy tôi chụp cho các bạn xem này. Chân tôi đúng chân đá bóng luôn. Mình đang lên tầng 6 để ăn trưa trước đã. Sau khi mà ăn trưa xong thì sẽ có khoảng 2 tiếng để mọi người loanh quanh mua sắm ở dưới này.
Ở bên này thì thứ nhất là nó không có đồ giả. Thứ hai nữa là mua không mất thuế, cho nên là tính ra thì một số đồ nó rẻ hơn rất nhiều so với mua ở Việt Nam. Đó. Từ khi mà đặt chân đến Thái Lan, từ cái lúc nhập cảnh cho đến tận thời điểm bây giờ, đi bộ là thứ mà bọn tôi có lẽ là trải nghiệm nhiều nhất ở cái đất này. Đến cả cái việc mà đi trong nóng cái quá, trung tâm thương mại để đi đến cái chỗ ăn thôi nó cũng mỏi chân dã man. Mà tôi thì lại đang bị đau chân nữa. Mày lại quay. Nhưng mà cái việc mà tôi đang muốn bây giờ là đi ngủ. Tối hôm qua ngủ được có tí á. Chiều nay theo lịch là sau khi mà mua sắm xong thì bọn tôi sẽ có khoảng hình như là khoảng 2 tiếng để về khách sạn ngủ. Trông đang chém gió ngủ cái xong gì cả. Chiều sẽ được đi xem Liverpool tập ở sân vận động. Dê. Vào đây à? Tôi nghĩ là vào đây đúng rồi, tại vì cũng hết đường rồi. Đây là chỗ mà hôm nay bọn mình sẽ ăn trưa. Răm sáp. Răm sạp. Răm sạp là có rất là nhiều món ăn. Chúng tôi chỉ là lòng ngoằng mà mình không hiểu gì cả. Ồ, mình cứ vào đã. Các bạn biết tôi sẽ ăn gì rồi đấy. Chắc chắn sẽ là cơm rồi. Cơm đúng rồi. Sẽ là cơm rang. Ui. Còn món rất cơ bản anh ơi. Canh tôm sạch. Mình hãy cùng điểm qua một tí thực đơn của buổi trưa ngày hôm nay. Đây là canh tôm răm. Giá súa. Đây là gỏi. Giá súa. Hình như là gỏi măng hay là gỏi gì đấy. Gỏi xoài. Đây là thịt băm ăn với cả ớt chắc chắn rồi. Đây là sụn gà nếu như mà tôi nhìn không nhầm. Giá súa. Đây là thịt băm và bên ngoài này xúc với cả cái gì trông nó rất là lòng hoàng là vằn. Cái ngoài này tôi vẫn không biết là cái còn gì. Đây là thịt lợn à? Má lợn, thịt lợn đúng không? Bên này là thịt lợn luộc ăn với cái kiểu gỏi, còn bên này là thịt lợn. À đây là lưỡi. Lưỡi heo. Lưỡi à? Đâu. Không phải lưỡi. Nó là lưỡi. Lưỡi. Còn đây là một cốc đá bào rất là to. Cái này mà đổ nước vào thì ăn với con này. Ừ, ăn với cả nước lọc. Đấy là bữa trưa ngày hôm nay. Còn tôi đang định về để đi ngủ luôn nhưng mà tôi bị lạc vào một cái cửa hàng đồ chơi nho nhỏ đáng yêu kinh khủng luôn để tôi quay cho các bạn xem nhá. Cái cửa hàng này tôi vào tôi tìm mấy con xe của Chin Chin giống trong GTA để tôi mua cho Chin Chin ấy mà tôi tìm mãi không thấy con nào giống cả. Ừ. Kiểu nó có đủ hết tất cả những cái loại ô tô ấy. Có những con kiểu đáng yêu thực sự. Có cả máy bay này. Nhìn này. Chất vãi. Này thằng Nhu Nhi nhà tôi nó thích mấy cái đồ chơi kiểu này mà anh. Là tôi sẽ mua về cho nó. Thôi anh Độ bảo Nhu Nhi thích thế là tôi mua tặng cho Nhu Nhi một chiếc luôn. Thằng Tùng Sói với cả thằng Nhu Nhi nhà tôi là suốt ngày chỉ có ô tô thôi. Nhìn này, có mấy con xe cute mà anh. Đáng yêu thực sự. Sorry. Con yếu yếu kìa. Hai. Yêu vãi. Ui. Con này 1.350 bạt liền. Đạt bài. Con này là một trong những con đắt nhất ở đây luôn ấy. Nhưng mà đẹp. Wow. Con này là Porsche. Porsche đời ơi kìa. Mấy con này là đồng giá 250 bạt. Còn thằng Khôi nó vừa mua tặng thằng thằng Nhu Nhi một con bé bé 450 bạt. 450 bạt tính ra là bao nhiêu tiền ta? Có cả máy xúc này. Thằng Nhu Nhi nhà tôi nó bị nghiện máy xúc ấy. Tao muốn yêu yếu quá. Ok, tôi mua 3 cái xe. Nó bị thằng Khôi mua thêm một cái xe để tặng cho thằng Nhu Nhi. Nó bị không giống. Thế là 4 con tất cả. Nhìn này, cute vãi. Hy vọng là về là sẽ thích. Tại bây giờ hơi muộn rồi, bọn tôi còn phải về khách sạn nghỉ một tí xong rồi còn chiều lịch buổi chiều cũng hơi dày một tí. Nên là cái chuyện mà đi trung tâm thương mại để mua sắm với cả quay các thứ thì để ngày mai các bạn nhé. Đoạn trên taxi này ngồi chật vãi trường. Anh hiểu, anh đang định bảo mày nhưng em không sao nhỉ, nhưng mà em vẫn ngủ ngon được thế mới đỉnh. Anh nhìn anh bình thường như kiểu anh video kiểu không, nhưng mà anh đánh như đánh bom luôn ạ. Nó to hơn anh ạ. Cái thằng nghiện này toàn vẽ thêm thôi. Đây đây em có. Đây là mì nấu lại. Có đi xử lý vậy rồi đi. Tao đi đây. Thank you. Hey, bọn tôi ngồi lên xe này bọn tôi phải ấy chứ. Là phải kiểu gọi là gì nhỉ? Mặc cả. Ừ. Ôi trời. Đeo khẩu trang cả ngày đau hết cả hai cái mang tai này. Nhìn anh lên trước.
bạn đến từ Việt Nam phải không? Đúng vậy, tôi rất thích được bóng đến từ Việt Nam. Điều ông Thái Lan để cay vào giờ. Ăn cái mình. Ôi, tao ăn. Ê, xoài này, xoài này, xoài chấm với cả. Chua lắm. Anh không ăn đâu. Xoài thái à, hay xoài gì thái à? Không ăn được, chua lắm. Không ăn được, bảo anh ăn là không ăn. Anh ăn đi cái này. Ui, anh nhìn cái nước chấm nó này. Có gì nhỉ? Ui, nước chấm ngon không? Trông sánh thật sự. Nhưng mà thôi. À, sót, ăn này sót bụng lắm, tí không ngủ được. Ăn này tỉnh ngủ lắm. Đừng ăn nhá, đừng ăn. Ăn này tỉnh nước tép anh ơi. Ngủ tỉnh ngủ. Em Hải nhanh quá. Chậm cái gì nhỉ? Đây đây, chậm vào đây. Chậm cái này trước này. Chậm cái này xong. Rơ vào đây một cái. Ngon. Đang đéo vào tay, rơ bát lên chậm vào đây cả. Đấy. Chậm cái này. Ngon. 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 Bao tiền bao tháng? Bao nhiêu nhỉ? 30.000 60.000 hết tổng cộng 60.000. Ui trông ngon vậy. Ui giời. Ngon. Chất lượng ấy. Gia gì ấy. Chấm nhiều chút rồi. Có tép lên. Ngon. Chất lượng ấy. Gia gì đấy. Công nghiệp thật sự này. Tí nữa 4:30 là bọn tôi sẽ được ra sân để xem Liverpool tập. Tôi cứ cầm theo cái máy ảnh, không biết là người ta cho quay không. Tôi chuẩn bị sẵn một cái ống nó hơi bị tê lê một tí rồi. Ngoan ngoan. Dê, lại lên xe đi. Nhưng mà ngoan thật. Ngàn view không? Anh 200.000 view là hơi ít anh. Ngày hôm nay đã lên đến 1.000.000 view rồi. Bây giờ không thể nào thấp hơn được. Tối trước sau đấy là mới được đi xem các cầu thủ Liverpool tập luyện. Tôi dự đoán vlog này của anh Độ phải ít nhất là 3.500.000. Đấy. Dự đoán đấy, đấy là dự đoán đấy. Nghe đồn là tập gì, tập 3 tiếng, tập từ 6 giờ cho đến tận 9 giờ tối. Tập 3 tiếng cơ ạ? Ừ. Vừa nghe ông Thảo nó chém gió thế. Đúng rồi, đồ Thái ngọt. Hợp với người Sài Gòn, hợp với cả người Hà Nội luôn, khác gì đâu. Mà ăn vặt thì thôi, khỏi phải nói, quá nhiều ăn vặt. Chỉ sợ các bạn đau bụng chiều thôi. Hôm nay thì mình lại không ngồi một mình nữa rồi. Sáng nay không có mày ngồi đây cả, tự nhiên thấy đời nó trống trải thực sự. Rồi, ừ. Thế em sao được? Ta ngồi đây vật vờ một mình, ngủ ngon vậy. Nó yêu người ta đi. Lát bác mà ngành đen rồi. Lát bác mấy cái cảnh đầu ngủ. Đổi chương trình. Tình hình là hiện tại đang là giờ tắc đường. Các bạn có thể nhìn nó tắc khủng khiếp luôn. Xe nhích từng tí một cho nên là vợ tôi về nhà rồi, chương trình ngủ, sẽ đổi ra là đi ra sân trước. Vợ tôi đang ngủ. Giờ này chắc là ra sân vẫn còn muộn đấy. Xong rồi ăn nhẹ tí, xong rồi đêm về mới bắt đầu ăn nặng sau. Thể ra đến sân tắc đường dã man luôn. Ôi, lại xuống xe thôi. Thì đây. Lúc ấy khi mà tôi quay cái clip bảo các bạn là đổi lịch trình ấy, lúc ấy là khoảng 4:30, 5 giờ. Và bây giờ khi mà đến sân vận động, ông thấy kẹt xe khủng khiếp không? Tắc đường nghe sợ thật sự, cũng sủa rồi. Thế mà tôi sợ mà. Là quyết định là phải tôi đã sợ, nó cứ trêu tôi. Bangkok là một trong những cái thành phố mà cũng thuộc vào top những cái thành phố tắc đường ở châu Á đấy. Không trêu nhau nữa. Đây chỉ tắc đường một lần thôi. Không trêu nhau nữa. Người ta sợ rồi, không trêu nữa nhá. Khủng khiếp. À đây sân vận động đây rồi. Trêu người ta thôi. Tất cả các bạn, đây là sân vận động mà. Rỗi thật sự. Sân vận động gì nhỉ? Raja Mangala. Sân vận động Raja Mangala. Sân vận động này thì là nơi diễn ra trận đấu giao hữu giữa Manu với cả Liverpool vào ngày mai. Đúng vậy. Tuy nhiên hôm nay thì những ai có vé có thể được vào để xem các câu lạc bộ, hai câu lạc bộ tập. Lịch thì bọn tôi được xem câu lạc bộ Liverpool tập, nhưng mà theo thông tin mà tôi vừa mới biết ấy, thì lúc nãy vào khoảng 5 giờ đến 6 giờ 30 thì Manu vừa tập xong. Nào. Nghĩa là bây giờ mình vào thì chắc là chỉ xem được ngó Liverpool tập một tí thôi. Yêu nhất. Tôi cứ nghĩ là cái buổi tập này sẽ giới hạn người, nhưng mà không phải. Tất cả những ai có vé vào xem trận bóng này vào ngày mai thì đều được phép vào xem. Đây thấp thoáng là thấy rất là nhiều người mặc áo Liverpool ở đây rồi. Bên đấy nhá, cái 7-Eleven nhiều cực. Có khoảng độ cứ một phố là phải có 6 cái. Mà nhà lại có một cái 7-Eleven.
Lúc nãy quả lịch cũ là đi ăn xong rồi mới ra sân thì chắc là đến khi người ta tập xong, tắm xong, thơm phức mẹ rồi thì mình mới ra sân. Ở bên Thái Lan này thì fan Liverpool đông hơn rất nhiều so với fan MU. Giờ này thì fan MU vừa mới tập xong, chắc ở đây là các bạn fan MU các bạn đang đi về. Ơi giời, anh chào à, Outlistman nhá. Về nhưng về hang. Chắc là trong tập thấy tập không cảm quan lắm, sao thấy mặt buồn lắm anh ạ. Vâng. Dê, cầm quay phim chụp ảnh. Trước khi mà đi vào sân vận động thì mình sẽ đi qua một cái dãy chợ trông nó hơi bị giống chợ tạm một tí. Ở đây nó sẽ có đồ ăn theo kiểu street food của Thái. Này nhưng mà thật sự nhá, nhìn trông rất là ngon, rất là sạch sẽ nhá. Nhưng mà tại sao tôi ăn về tôi lại hay bị kiểu đau bụng thế? Là nó có những cái gia vị mà làm cho bụng tôi nó bị khó chịu đúng không? Hay là nó kích thích dạ dày để mình ăn được bao nhiêu mình ị hết ra bấy nhiêu, xong ngày hôm sau mình lại ăn được tiếp nhỉ? Đồ nướng thịt xiên nướng, chân gà, xôi gà. Đau bụng yếu à? Nói chung là đủ mọi thứ. Bên Thái này người ta rất chuộng những cái đồ kiểu tẩm tẩm ướp ướp xong rồi nướng ở ngoài đường. Mà có một thứ mà lạ, hầu như là chỗ nào cũng có, đấy là gà. Thôi, tôi nghĩ là do gia vị. Đêm qua khoảng 11 giờ đêm bọn mình có đi ra ngoài kiếm cái gì ăn thì mình thấy ở bên ngoài đường người ta còn có những cái xe bán gà luộc. Giống như kiểu là ở Việt Nam mình có mấy ông đạp xe đạp đi chở mực nướng với cả cá bò nướng, thì đây người ta bán cả gà luộc, bán cả nội tạng các thứ luôn. Do yêu nhất đấy. Chỗ nào cũng thấy có gà. Trận đấu thế kỷ. Wow, đây có quả logo Liverpool to vãi. You never walk alone. Đẹp thực sự. Này thằng Bông Mai nó nhìn thấy với cả thằng Boman nó nhìn thấy là nó sẽ thích lắm ấy. Còn tôi thì ngày xưa tôi là fan của Real. Nhưng mà sau khi vào bốc thăm giải Moi Cup đợt vừa rồi thì tôi chuyển sang fan của Tottenham rồi các bạn. Tôi sẽ tạm thời làm fan của Tottenham 2 tháng, sau đấy là mình sẽ quay lại sau. Trong chương trình chuyến đi lần này thì bên FIFA Online 4 họ sẽ tặng cho tôi một cái áo để về làm giveaway cho các bạn, có chữ ký của cầu thủ Liverpool. Thì cái thông tin chi tiết về cái áo đấy thì tôi sẽ báo với cả các bạn sau. Này, mày thấy shop đồ lưu niệm Liverpool kia chưa? Mai em sẽ đi rất sớm luôn, em sẽ tách đoàn ra em đi rồi. Bao nhiêu cái máy nó không bánh á, tên đơn dễ. Thì nó về mua luôn. Thì nó về mua luôn. Nhưng mà thật ra thì nói là đi rất sớm nữa, có sớm được đâu. Vẫn phải tắt được. Đủ các loại áo của Liverpool các mùa luôn em. Đây là vé à? Vé anh ạ, vé vào sân tập. Vé vào sân xem tập đây à? Giới thiệu cả các bạn, đây là cái vé để vào sân xem Liverpool tập. Nó thực ra nó là một cái tờ giấy in ra thì nó hợp lý hơn là một cái vé, nó to vãi chưởng ạ. In màu luôn mà, chất thật. Màn ưu Open Training Season, mặt Manchester United và Liverpool FC. Thái Lan cần visa, không cần em ơi. Theo như thông tin của đoàn ấy thì sau khi mà phát xong cái vé vào xem tập này ấy, thì muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, và 9 giờ sẽ quay ở đây tập trung. Có nghĩa là hôm nay bọn tôi sẽ ăn muộn một tí. Bây giờ mới là khoảng 6:30-7 giờ thôi. Nhưng mà việc đầu tiên tôi nghĩ ưu tiên thời điểm bây giờ. Ở đây cũng có mấy cái đồ ăn vặt đấy. Tí nữa đó anh em ra ăn sau. Các bạn biết là cái buổi tối này bọn tôi được ăn gì không? Đó chính là bọn tôi được ăn bánh hamburger của McDonald's. Đấy. Buổi tối này đi xem trận đấu này bởi vì nó tắc đường quá không kịp đi ăn. Bọn tôi mỗi thằng là lót dạ một cái hamburger. Xong lúc ngồi xem đá tập thì thằng Bảo phải chạy xuống mua thịt xiên mà thịt nó tái dã man ạ. Ui. Tôi bảo ăn này về chắc chắn là ẻ, đúng là về ẻ thật. Đấy, thịt rất là tái. Cái chuyến đi Thái Lan này là tổng cộng là tôi uống hết 30 viên Beckerin. Đấy, tôi cầm bụng. Cái công việc ưu tiên, cái việc ưu tiên đầu tiên bây giờ tôi nghĩ là có lẽ là mình nên vào sân để xem các cầu thủ Liverpool họ đã tập như nào. Cần. Em chỉ quay cần một có tí. Cái BC Covid này là đây là sân vận động Raja Magala với sức chứa là 52.000 người. Trông nó đẹp dã man, trông nhìn cái sân vận động này làm tôi tưởng tượng đến một con ngao. 30 viên đấy. Con ngao Mỹ Đình. 30 viên là tôi uống 3 lần. Sáng 10 viên này xong đến tối vẫn cảm thấy hơi đau bụng, tôi uống 10 viên nữa. Sáng em sau ngủ dậy tôi uống thêm 10 viên nữa. Và tổng cộng tôi uống hết 30 viên. Em xin tiền thuốc á, Beckberin em ơi, thần dược. Đi đâu cũng phải có. Đây. Đúng cái lọ này luôn. Đi đâu cũng phải có nhá. Đặc biệt là đi du lịch thì nên mang theo một cái lọ này. Cái lọ này nó bao gồm khoảng độ 80 viên nén. Đấy, chuyến du lịch ở Thái Lan rồi tôi làm hết nửa lọ. Uống một lần 10 viên đấy. Ừ. Đây là cái đường mà ngày mai mọi người sẽ vào để kiểm vé đây. Có đâu đấy khoảng 20 cái làn. Đúng rồi, bên màu vàng ấy. Người ta chia ra hết rồi. Trông xịn quá. Okay, 10 viên cho người lớn là đúng mà đây này.
người lớn mỗi lần 12 đến 15 viên, một ngày 2 lần. Đấy, tôi uống đấy đúng là. Ok à. Đối tượng sử dụng này dùng cho người rối loạn tiêu hóa này, tiêu chảy, người đại tràng này đấy, nó ghi hẳn trên này mà. Cũng đúng, cũng đủ đủ đây, tên sân đây. Raja Magala. Tên sân rất là đẹp và được che bởi mấy cái lều. À, bây giờ tôi sẽ đi qua cái chỗ sắt vé này nên là phải bỏ tạm máy quay đi các bạn nhé. Ui, đẹp chưa? Ui, sao đổi nhạc nghe chiến đấy nhở? Ui, này có một cái đường đấy để cho kiểu mấy ông VIP vào đây đứng sát đây luôn để xem này. Anh Độ cứ hỏi tôi là đi đường nào xuống đây. Tôi bảo là anh ạ, mình chắc chỉ có mỗi đường là leo ra đằng hàng rào xong mình leo vào thôi. Không có đường vào đâu. Sao? Ngồi xem rất tập trung. Uầy, quả đạn này lấy của anh test trần. Ui, chú gần cái lốp này. Bên Thái Lan này vẫn còn dịch, cho nên là các cầu thủ là phải rất là cẩn thận. Uầy, Salah này. Lúc đi ra được hô hào tên các thứ cũng thích nhờ. Đúng là toàn siêu sao thế giới. Đúng là Hoàng Anh nói gì nói, Hoàng Anh làm truyền thông rất là tốt. Để cho tất cả cầu thủ thi đấu ở giải Hoàng Anh thì đều được nâng tầm và đẳng cấp thế giới luôn. Kể cả những cầu thủ hạng 2 mà đá Hoàng Anh thì vẫn được nâng tầm thế giới hết. Giải xem nó hấp dẫn mà, xem lôi cuốn mà. Ui, Thiago. Ui, Darwin Nunes này. Arnold này. Mà nó không phải nói đùa chứ. Đã có nhiều ông cầu thủ ấy, xăm hình bị xấu ấy. Hình nó trông nó không nét, không rõ ấy. Đấy. Andy Robertson này, Jordan Henderson này, đẹp dai thật sự, Virgil van Dijk này. Ui. Ui ôi, ui bà nhìn cơ bắp của Salah này trông chất thật sự ạ. À, mấy ông Fabinho này trông gầy đét. Fabinho trông như bông nghiện ấy. Ronaldo mà tôi nghĩ mà thì sang đây ý, thì mức giá nó không chỉ dừng ở đấy đâu, tôi nghĩ phải gấp đôi thì mới có sự xuất hiện của Ronaldo. Ui trông người này. Người đẹp thật sự ạ. Đó như là tem in nha. Ui, mẹ quay sát trông thích thế nhở. Đấy, Tân Bình đấy, Tân Bình 100 củ đấy. Tập Fabinho cho tập dứt điểm ạ. Ui, Thiago này. Ui, mượt thế nhỉ. Đấy, thầy đã chỉ đạo. À, bây giờ chia hai bên nhá, đá tập với nhau. Đấy, một bên tấn công, một bên phòng thủ. Bàn chuyển mượt thật sự đấy. Chuyển đi. Chạy luôn, di chuyển liên tục. Tôi không hiểu sao các cậu lại có thể luyện tập một cái lối đá như vậy. Một lối chơi của chúng ta là phải pressing cơ mà. Đấy, đúng thầy luôn đấy. Rồi, kết thúc buổi tập. Thầy Jurgen Klopp với cả Van Dijk ở lại ký lâu hết, ký phải 20 phút. Ký rất lâu luôn.
bọn mình vừa theo dõi xong buổi tập của Liverpool. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra bên ngoài để đến cái cửa hàng đồ lưu niệm của Liverpool. Xem có gì hay hay không mua. G4 về. Là G4 là các bạn còn nhớ G4. Sau đấy là cả đoàn sẽ đi ăn tối, bây giờ là khoảng 9 rưỡi tối rồi. Thái Lan ấy. Mà từ chiều đến giờ chưa ai ăn một cái gì cả. Nãy xem đá tập cuốn quá nên cũng quên đói luôn. Cái cửa hàng đồ lưu niệm của Manu thì đang đóng cửa rồi. Tại bây giờ đã là 9 rưỡi rồi. Còn cái cửa hàng đồ lưu niệm của Liverpool thì chết mẹ như là cửa khác em ơi. Cửa anh ạ, đây cái cửa Liverpool bên này cơ. Cũng đóng cửa nữa rồi các bạn ạ. Thôi để chiều mai đi, chiều mai khi nào đi xem bóng đá thì bọn tôi sẽ vào để bọn tôi tìm mua thử xem như nào. Còn bây giờ thì sẽ lên xe để đi ăn tối trước, các bạn ơi, đói lắm rồi. Ai cũng mệt. Cháu là lại đến xe rồi. Ui, cả biết không, bọn tôi ngồi ở cái chỗ McDonald's này phải ngồi đến hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ ô tô mới ra đón được. Bởi vì Thái Lan cái văn hóa người ta đi đi xe rất là chậm. Các bạn đi ở Thái Lan các bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ một tiếng còi nào. Người Thái người ta không bấm còi. Mà cái câu cửa miệng người ta là chai yan yan, tức là cứ bình tĩnh thôi, cứ từ từ thôi. Đấy. Cả một ngày trời chỉ có đi bộ từ sáng đến tối. Mệt thực sự. Đau hết chân. Đau chân cực kỳ. Đúng rồi, đặc sản của Bangkok là kẹt xe đấy. Nhưng mà người ta nhường nhau lắm. Xuống xe thế. Được ăn cơm rồi cả nhà ơi. Chai yen yen. Bây giờ đã là 10 rưỡi tối và bọn tôi mới bắt đầu được ăn. Vấn đề là kiểu em phải cùng với kia. Bữa tối này ăn thì mệt. Bọn mình sẽ được ăn tối không, đúng ra là gần ăn đêm mẹ rồi. Uống cái bia Thái này vào nó nặng. Nhà hàng rất chi là sang trọng. Hứa hẹn là rất nhiều món ăn ngon. Trời ơi mỏi chân quá. Nhà hàng tên là Ná Thong. Ná Thong Terake Bar and Restaurant. Sawadika. Tôi gọi cái quán này gọi là quán nát hông. Không nát à? Gọi là nát hông. Mẹ đói lắm rồi. Ủa, một rừng nhiệt đới mà. Như kiểu là được che ô nhỉ? Đẹp nhỉ? Ui, nhà hàng to vãi. Nhưng mà tại vì bọn mình đến vào lúc 10 rưỡi tối cho nên là vắng tanh. Không còn ai cả. Vắng thực sự. Cái câu chuyện đi bộ này nó bắt đầu từ sáng rồi đấy. Trang. Cho đến tận bây giờ. Đến lúc tôi quay lên hình tôi edit cho các bạn thì nó nhanh như thế thôi. Nhưng mà thực ra lúc nãy kể cả cái câu chuyện mà bọn tôi đi vào sân xem bóng đá. Nó không cho đi thẳng vào cổng luôn các bạn. Bọn tôi phải đi vòng một vòng đâu đấy khoảng 2/3 cái sân vận động thì mới được đi vào. Xong đến lúc xem xong cũng vòng ra y hệt như vậy. Đấy, vào là ăn thôi. Ngồi đâu ơi? Mặt trăng này. Này đi. Ok. Đây là hai mâm mà bên đoàn đã đặt trước. Chúng ta cùng xem là tối nay, à không, đêm nay sẽ có những món ăn gì các bạn nhé. Bạn ngồi đây ăn còn bị mũi đốt ạ. Nhưng mà tôi nhìn không nhầm thì đây là thịt gà rán. Chắc là rán. Rán. Khô. Ăn với cả phồng tôm. Món này khô quong. Đây này là mì xào. Đây là một cái loại canh gì đấy. Thịt kho tàu. À, nó là thịt kho tàu nhưng mà rất chi là nhiều nước và lại có thêm cả nấm. Món này thì tôi chưa thấy bao giờ. Tôi đây quên là bất vị rất món này. To và rất nhiều đồ ăn nhỏ. Đây là có hạt điều này. Thanh cua. À, cá sống. Hình như là thế. Thanh cua đúng không? Thanh cua với chả cá và đầu bên kia là món gì đấy trông nó viên viên và cục cục. Đây là tất cả những gì của bữa ăn đêm ngày hôm nay. À đâu, có thêm cả con cá nữa. Người ta vừa mang ra xong. Đây là một con cá này ngon. Nóng. Con cá này thì ngon, kiểu nhà hàng này đặc sản. Cơm các bạn ơi. Còn đây là có con ngao, bát rồi là cắt của nộm ngao. Nộm ngao mực bạch tuộc. Đấy, mặt trăng đấy. Từ hôm sang đến Thái đến bây giờ là cá bữa đầu tiên bọn tôi uống bia. Và hôm nay bọn tôi uống quả bia Trang. Bia có hai con voi hút vào nhau. Bia này say vãi chưởng không ạ? Bia nặng thật. Nặng thực sự. Uống có mấy cốc thôi mà bây giờ choánh dã man. À không phải ngao nhầm, hào hào hào. 11 rưỡi rồi, vừa mới ăn cơm xong. Tôi nghĩ là bây giờ sau khi mà ăn cơm nghỉ ngơi xong thì mọi người sẽ về lại khách sạn thôi. Ai cũng thế. Cả ngày hôm nay đi bộ dã rời hết cả người rồi. Giờ tôi sẽ kết thúc ngày thứ hai ở đây luôn. Tôi sẽ về khách sạn cùng với cả đoàn, sau đấy là nghỉ ngơi và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi sáng ngày lịch mai trình các bạn nhé. Tôi nhá. Di chuyển liên tục mệt lắm, mỏi chân lắm.
Đó, dậy. Đây, vẫn góc này luôn. Ui, mới là anh Độ đi ngủ. Anh Độ đi ngủ với anh Độ có mặc xịp không nhỉ? Tôi đi ngủ, tôi không mặc xịp đâu nhá. Tôi chỉ mặc quần đùi thôi. Để cho nó thoáng mát. À, đây là ngày thứ ba mình ở Bangkok, Thái Lan. À, ngày hôm nay thì lịch nó đơn giản hơn một tí, nhưng mà mình nghĩ là sẽ đi bộ khá là nhiều giống như ngày hôm qua đấy. À, đúng không? Tí nữa, để bây cho giờ thoáng mát. Ăn sáng thì hôm qua mình quay cho các bạn rồi nên là chắc là thôi. Ngày xưa thì hay bảo là để cho nó phát triển. À, sau đấy thì có nhiều bạn đi ngủ với maxi xe để đi trung tâm thương mại. Mọi người sẽ được shopping khoảng 3 tiếng. Sau đấy là khoảng 2 giờ 1 giờ trưa là sẽ đi ăn. Ăn ở ngay đấy luôn. Và sau khi ăn xong thì cỡ khoảng 3 giờ là bắt đầu lên xe ô tô để di chuyển ra sân vận động. Tối nay xem trận giao hữu giữa Liverpool cùng với Man U luôn. Ý là từ trước này toàn thế. Giao hữu sẽ đá vào lúc đúng 8 giờ tối. Cởi trần không? Cởi trần hay bị 8 giờ tối đá lạnh cổ thì với cả lạnh chắc cổ là lắm. Phải khoảng 2 tiếng rưỡi sau là khoảng 10 rưỡi mới đi ăn tối. Đúng rồi. Chưa kể tắc đường. Tắc đường vãi chưởng. Thì loanh quanh là nó sẽ về muộn như ngày hôm qua đấy. Ngày hôm qua mình nhớ là sau khi ăn uống xong với khách sạn là cũng rơi vào đâu đấy khoảng 12 rưỡi thì phải. Đúng rồi. Muộn và mệt dã man. Nhưng vẫn phải đấy đi theo đoàn ngày hôm nay. Nên là bây giờ mình sẽ cắt cái chương trình ăn sáng đi, không quay video lên cho các bạn nhé. Mình sẽ bắt đầu bằng cái việc là mình đi trung tâm thương mại luôn. Ai cần say ẩm à? Đây rồi, đến ai cần say ẩm? Say giảm khan. Cái này đúng là đi du lịch ở người Việt luôn. Nam mình hay đọc là Siam. Siam. Việt Siam. Nhưng mà đúng ra là đọc là ai cần say giảm. Say giảm. Ê. Số ốc Siam. Đậm nét văn hóa Thái Lan. Cái việc đầu tiên ở cái xe ẩm này tôi muốn khám phá đấy là cái tầng dưới cùng là cái tầng ẩm thực. Đoạn này là có mỗi anh Độ với cả thằng Bảo đi tách đoàn như thế này. Còn lúc này là tôi đang đi mua đồ cho vợ tôi. Là vợ tôi hỏi có cái biết cái chỗ gì Davinson không? Cái Davinson như kiểu là cái máy sấy tóc các thứ ấy. Thì tôi bảo thấy nhưng mà tôi không mang đủ tiền. Nó bán toàn 19-20 mấy nghìn baht cơ. Hơi đắt, tôi không mang đủ tiền. Thế là vợ tôi mới bảo thế đi tìm cái gì Body Wood and Bath. Nhà tôi mới đi tìm cái Body Wood and Bath. Tôi mất 1 tiếng rưỡi ở đấy để mua đồ cho vợ tôi. Đó. Chuyên về food, tôi sẽ làm cái food tour ở bên dưới này. Tại vì lúc nãy đi bộ qua đây tôi thấy nhiều đồ ăn với cả là nhiều thứ nó lạ mắt dã man. Thế là tôi chưa được khám phá ẩm thực luôn. Đây là một khu chợ nó rất là to. Là vì và hầu như tất cả những cái đồ ăn ở bên ngoài đường street food của Thái Lan đều có mặt ở đây hết. Shop đồ chơi ô tô ở Central World mà. Và mình sẽ đi dạo một vòng trước đã. Lanh quanh tầng 6 là thấy. Ui, đây là bánh gì trông đẹp thế nhở? Trông như kiểu là bánh gì trông là lụa ấy. Ừ, trông mềm mịn như lụa ấy. Xe ha. Ui, bánh này bánh gì nhở? Ui, bánh này bánh gì các bạn nhở? Trong này nó có nhân. Đây là nước hoa quả, nước sữa. Giống như kiểu bánh watermelon. Can I try? Yeah. Oh, thank you. Cần tây. À, đây là nước táo các bạn ạ. Nhìn này. Táo này. Có thể cho mình uống thử bằng một cái cốc bé bé như này luôn. Nước táo ra màu xanh chứ nhở? Ui, ngon cực. Ông bảo ở trong này không có đường mà nó ngọt vãi. Không có đường, no sugar. Yeah, no sugar, no water. Okay. Tôi nhìn thấy cần tây chứ nhở? Đỉnh quá. Tí nữa mình sẽ quay lại mình uống thử cái này. We'll come back later. Thank you. Ngon thực sự ạ. Ở Thái Lan cũng là một đất nước nông nghiệp các bạn. Và à, táo xanh à? Nhất đó là sầu riêng, sầu riêng có mặt ở khắp mọi nơi. À, họ còn có, tại vì khách nước ngoài, khách du lịch nhiều khi sầu riêng nó nặng mùi quá người ta không ăn được, thế là họ còn làm ra được một cái loại sầu riêng đu có thể giảm 70% mùi mà nó vẫn thơm. Người Việt Nam sang ăn sầu riêng mà anh chào em, quả sầu riêng này mùi không đủ, nhưng mà với người nước ngoài thì mức độ như thế người ta lại ăn được. Takashimaya chân giò ạ. Trong Sài Gòn nhá là các bạn biết chuẩn luôn. Ua, chị TikToker
À không không, em không phải TikTok cơ. Phải phải phải. Không 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 phải. Độ mi si à? Vâng. Trời trời trời. Ôi trời trời. Em ơi, chụp cho anh một kiểu ảnh với anh độ của anh, em là fan của anh luôn đấy. Chị này kiểu bắn mình cái trong buồn cười vậy này gì đấy. Không không phải, không phải. Độ mi si à? Vâng. Trời trời trời. Ôi trời. Em ơi, chụp cho anh một kiểu ảnh với anh độ của anh, em là fan của anh luôn đấy. Chị này giật bắn mình lên mà. Trông trẻ hơn là. Đây 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 đây. Đổ hết cốc nước này, đổ hết chai nước này. Anh yêu của em đây rồi. Tôi muốn thử cái này nhưng mà tôi sợ đổ cái chai nước tí nó sẽ bị no ấy. Anh yêu của em. Nước xoài. Yêu chết đấy. Ở Thái Lan này có hai loại nước mà tôi rất là ấn tượng khi mà đi qua bên này đã dùng thử, đấy là sinh tố xoài và nước cam. Nó ngon một cách đáng sợ luôn đấy các bạn. Nó ngọt thực sự ấy. Nhìn anh Độ thì ngờ ngợ ra. Hơi to. À có chai phải, bé phải này. Nghe giọng cơ thì biết đấy đúng là anh Độ. Đấy. Cái quầy này trông giống như kiểu là quầy cơm bụi ở ở Việt Nam mình ấy. Cơm bình dân. À, các bạn thích ăn cái gì thì các bạn sẽ lấy một bát cơm đấy, cô kia cô đang lấy cơm kìa. Wow. Lấy cơm về xong rồi chọn những cái đồ ăn này và người ta sẽ xúc vào cho mình. Ngon. Ở dưới này thì người ta sẽ bán bằng hai hình thức, một là bán bằng tiền mặt và hai là các bạn sẽ mua những cái coupon là mấy cái thẻ các thứ xong rồi vào các bạn quẹt, được quẹt, chọn. Quẹt quẹt quẹt. Đúng rồi. Ờ, để mua chào chú nhá. Cái món ăn của đường phố thì trong này chú đi làm tóc về rồi chú. Quẩy kiểu như thế này. Nhìn phát là đã hình dung ra mấy kiểu street food luôn. À đây là một cái món gì đấy. Cô này ngồi bán hàng mặt buồn đấy. À nó hơi giống kiểu bánh xèo ở Việt Nam mình. Có cả chân gà, cả trứng gà và một số cái loại nước kiểu trông nó vừa giống nó lại vừa khác nhau. Ủa toàn cà ri hết hay sao? Cái này là kẹo gôm à? Ừ trông giống kẹo gôm nhỉ. À ui giống bánh rán ở Việt Nam vậy. Ê. Tối qua chú sờ chi mà chú bảo để hôm nay chú nghỉ giống đi làm tóc mà. Giống bánh rán thực sự. Bánh trông bột lọc đấy. Ê bánh này bánh bò này. Bánh bò này. Đúng vậy. Ui, cái kẹo này giống kiểu mấy cái kẹo gôm hồi nhỏ của anh em mình ấy nhỉ. Có đúng, một cái đặc đúng, sản ở Thái Lan mà hầu như là xôi xoài. Ở chỗ nào cũng sẽ có bán, đấy là xôi xoài các bạn ạ. Tôi thì từ đầu tôi không dám thử nhưng mà tối hôm kia. Mọi cái xiên xiên thì ngon cực. Ở lề đường lúc nào các bạn ăn nó mềm cực. Quầy bán đồ nướng kiểu nhà trong này sợ có xúc xích này, cánh gà này, thịt mà rẻ cực, xiên này, tất cả những thứ kiểu như thế. Mà cái nào trông nó cũng ngon. Màu nó đẹp. Đầu tiên nhìn là đã thấy màu đẹp, đã còn ăn như thế nào thì tôi màu này người ta gọi là màu cánh rán các bạn ạ. 15 bạt một miếng này. Tôi sẽ ăn thử xem miếng này trông như nào. 10.000 một miếng. Ừ. Thơm. Tôi không biết là nó làm bằng thịt a, cái này như là thịt như kiểu thịt viên mà anh em mình ăn bún chả ấy. Kiểu như thế. Xôi xoài á, xôi xoài chắc để được 2 ngày đấy. Ngọt, thơm, mà nó nóng cực. Ui, này, khi nào mà có dịp, khi nào mà có dịp sang bên Thái Lan thì tôi sẽ cầm, ví dụ tôi cầm 1.000 bạt. Và mục tiêu của tôi sẽ là ăn hết 1.000 bạt trong khu trung tâm thương mại. Đấy, tôi sẽ quay vlog lại cho anh em, cho anh em nhé. Ngon, thử miếng cái bảo. Ok không? Ngon cực. Ok nhá, hôm nào tôi có dịp sang Thái Lan nhá. Đỉnh. Và mình ăn thế thôi, mình còn để bụng ăn mấy thứ khác nữa các bạn. 1.000 bạt phá đảo chợ đêm ẩm thực Thái Lan. Trông đáng cùng lê khôi. Trông như thật ấy. Nó có mấy cái túi, đây có phải túi nước không hay là tôi không biết phải nước, hình như không phải nước đâu các bạn ạ. Nó chỉ giả vờ nước rồi, có cả cái chỗ chụp cá này. Mấy con thú bé bé này. Xong bên này có cả đồ ăn, mấy cái bát đũa các thứ, eo. Mấy cái này okay đáng nha, yêu thực okay sự ạ. Xinh vãi. Tháng sau đi luôn, nó tiền béo đâu ra. À, 150 bạt một con bé tí này. Yên tâm. Có cả mấy cái bát, cá sẽ cảnh, có mấy cái quay trở lại Thái Lan sớm thôi. Mấy cái vòng tay và đủ các loại con vật để trang trí, ví dụ như con gà, quả trứng. Có cả cái cốc trà sữa Starbucks. Phải Starbucks không? Đúng Starbucks luôn. Nhưng mà giá nó hơi đắt một tí, tôi thấy ví dụ 200 bạt được một cốc Starbucks. 200 bạt tính ra là khoảng 150. Không có tiền, không có tiền, yên tâm. Đắt hơn cả cốc thật. Chắc chắn tôi sẽ quay cái đấy cho các bạn. Ui, đây là bánh con cá. À, có vị sô-cô-la, okay, vị kem. À, và nhiều vị khác, tôi không hiểu có mấy cái vị này nhưng mà... À nhưng mà giới thiệu cho các bạn một cái này nhá, cái này thằng Chris đã nói cho tôi. Đó là ở trong trung tâm thương mại Icon Siam này là không có vòi xịt đít. Nhà vệ sinh rất thơm, rất sạch mà không có vòi xịt đít nhá. Anh em ở đây ăn nhiều thì ăn thoải mái thôi, nhưng mà anh nhớ chú ý là phải dùng khăn đấy nhá, chứ không có vòi xịt đít đâu. Đậu đỏ à? Đây là đậu đỏ à? À, nhìn bên ngoài thì giống hệt nhau nhưng mà nhân nó sẽ khác nhau các bạn.
có cả strawberry này, có cả trà xanh này, đẹp dã man. Tôi sẽ ăn đậu đỏ. Đậu đỏ đây là cái mâm như kiểu là mâm lẩu vậy. Tầng 1 có á? Xịn thực sự. Sao thằng ấy bảo không có? Ui, xúc xích. Là mâm lẩu vậy. Xịn thực sự. Sao lại có xúc xích cái màu này như kiểu là màu tím nhở? Sao lại có xúc xích màu tím nhở? Xúc xích màu này ok, nhưng xúc xích màu tím nó làm từ gì ta? Thanh long á? Khoai lang á? Bạn kia sinh thế. Ok. Nó hỏi làm từ gì? Xúc xích vị khoai môn à? Nghe lạ thế nhở? Ừ đấy, Thái Lan rất ít chỗ mà có vòi xịt. Thế nên là một lưu ý các bạn là nếu mà sang Thái Lan nên ở khách sạn Novotel vừa rồi. Có vòi xịt ít. Đấy. Sao xúc xích vị thanh long ạ? À? Ăn chay à? À, giò chả xúc xích thanh cua. Cái gì cũng có mà. Xin bẩn, ở xin bẩn. Này họ, đồ ăn của họ đã ngon rồi và họ có một cái màu sắc mix lại với nhau kiểu trông nó hấp dẫn thực sự. 10 bạt một xiên. Nhìn muốn ăn. Đây là bánh gì đấy, tôi nhìn nó giống như kiểu là bánh xèo ấy. Bánh xèo Nhật Bản à? Có giá này, có hải sản này và có một cái lớp bột. Thế với tôi thì những cái gì mà có giá với cả bột thì tôi lại thấy nó ngon rồi. Đúng vậy, anh giống em thích ăn thấy anh đổ. Người ta làm xong cái rồi xong người ta lại oánh nát ra. À, xong rồi người ta cho vào đĩa xong chắc là sẽ dùng đũa hay dùng thìa để xúc ăn. 60 bạt một suất này, 60 bạt... là 10 bạt tôi có toàn nhân với cả 7. Là 7 nghìn. Đây có dâu này, quả này kiwi. 1 bạt là 700 đồng, 10 bạt là 7 nghìn. Và cái cốc chè này bên dưới này nó là một cái lớp gì đấy giống như kiểu kem hay là sữa ấy. Sữa chua. Trông nó đẹp cực. 35 bạt một cốc này. Ui, hai sao. Anh Độ là thích đi xem nhiều hơn là ăn, tại vì ăn tí nữa lên kia là ăn cơm nữa, sợ ăn nhiều quá nó bị no. Từ chiều đi xem đá bóng mà không có chú ý thì sao, đúng không? Thế nên là quay nhanh độ rất là hợp lý. Là đến đây là chủ yếu là quay và giới thiệu chứ không phải là ăn. Nó là vlog chứ không phải là food tour. Đấy. Là một người thích ăn những cái đồ sống này giống như thằng Chris chứ không phải là tôi. Thế chiều đi xem đá bóng lại không tìm ra chỗ ỉa thì chết. Thực sự là trông nó rất chi là hấp dẫn. À, có tôm này, có cả cua này. Và được tắm ở trong một cái loại nước mắm của Thái Lan. Tương, nước mắm này thì nhiều người mà ăn không quen ấy thì sẽ hơi bị khó chịu một tí, tại vì tôi đã được ăn thử rồi. Nhưng mà ai mà đã thích ăn ấy thì nó cuốn dã man luôn. Nó là và tất nhiên luôn. Không thể thiếu đấy là ớt. Ở bên Thái đấy lúc nào cũng sẽ có ớt xanh và ớt đỏ. Trông thế thôi nhưng mà nó cay. Sao lại tiền bạt, sao lại tiền Thái lại bé hơn tiền Việt Nam? Một bạt bằng 700 đồng nó phải gấp 700 lần mình chứ. Tiền nó phải đắt hơn mình chứ, làm sao lấy được, đúng không? Thực sự luôn. Nhìn thì tuyệt vời ông mặt trời đấy. Nếu như mà mẹ Lý tôi ở đây thì chắc là mẹ Lý tôi sẽ thử đấy. Còn tôi thì không. Tôi không muốn phải chạy về khách sạn vào thời điểm bây giờ. Ngoài một số đồ gỏi sống ra, nếu như mà các bạn không ăn được giống như tôi ấy, thì các bạn có thể ăn những cái đồ mà người ta đã nướng sẵn ở đây. Đây, người ta nướng trực tiếp luôn các bạn. Có đầy đủ hầu hết những cái loại hải sản cơ bản. Ví dụ như là tôm này, ốc này, mực này, bạch tuộc này. Và các bạn muốn ăn cái gì thì người ta sẽ nướng trực tiếp cho các bạn luôn. Ngon thế nhở? Có cả quả nước sốt chấm luôn ạ. Trông đỉnh cao thật sự. Mày có muốn thử không? Ui, con mực này. Ui, con mực béo vãi. Nhưng mà ăn con mực này no mất. Con mực này 150 bạt một con. Còn con bạch tuộc 20 bạt một con. Béo thật sự. Đây có luôn cả hàu sống nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm. Sống vất chanh. 2 năm rồi em chưa đi Thái, thế đi đi em. Nếu chơi các bạn chán với cả hải sản hay là những món xôi chè hoa quả nên rồi đi. Thì các bạn có thể tìm đến những cái món mì như thế này. Đây là mì soba. Đây là bát Thái. Một món kiểu Nhật Bản. Nhật Bản à? Đấy, bát Thái. Với cá nhân tôi thì địa điểm du lịch ở Đông Nam Á tôi vẫn thích đi ngoài Việt Nam mình ra nhá, thì là Thái Lan. À, không có nước, không có đường, nguyên chất 100%. Cái này thì tôi đã từng uống thử rồi và cái này nó rất là ngon, nó ngọt một cách rất là điêu luôn các bạn, ngọt. Đúng. Như kiểu là người ta cho đường vào ấy. Ngọt rất điêu luôn. Mà cái quả đấy. Nó không to đâu nhá, nó bé bé như quả chanh ấy. Nó có hai lựa chọn, một là các bạn có thể mua chai như này và hai là các bạn có thể mua Indo. Tôi chưa đi, tôi không biết như nào. Trông ngon nhỉ? 27 năm mới chưa đi Thái. Đây là người ta ép trực tiếp cho mình xem luôn các bạn nhá. Không có nước, không có đường, nguyên chất 100%. Cái bắt trông bé nhỉ? Tôi thấy là mất đâu đấy khoảng 6-7 quả cam này rồi đấy.
Ui. Xin mời. Cốc này 80 bạt. Nó rơi vào khoảng gần 50.000 cái cốc này. Ui. Một cốc này thì thôi chất lượng cả chiều nhờ. Kiểu tôi ngồi hàng ngày tôi ngồi sờ chim ấy, mà có một cốc này để uống thì tôi đã đời. Không biết là có cái bên Thái Lan là có bạn nào đang xem stream không nhỉ? Có thể ship cho tôi hàng ngày một ly này được không? Inbox cho tôi địa chỉ, tôi nhắn cho cái địa chỉ. Hàng ngày ship cho tôi để tôi lên stream, tôi ngồi tôi uống nước, tôi làm việc cái này cho nó tuyệt vời này. Uầy, nó giống quất. Nó hơi có mùi giống quất, nhưng mà nó lại có tí mùi cam. Ờ, nó như kiểu là cam với cả quất đấy. Uầy, quả cam này xịn cực. Mày uống thử đấy. Ờ, mà nó không có tí đường nào nhá. Nó như kiểu ở trong Nam gọi là tắc ấy. Uống xong lại mẹ nó. Tự nhiên nó ngọt này. Ờ. Uống hết luôn. Ồ, cơm lam. Cái này ở quê tôi gọi là, tiếng Tây gọi là khẩu lam, còn tiếng Kinh gọi là cơm lam. Cơ chế nó đơn giản lắm, là nó sẽ có một cái ống tre, các bạn ngâm gạo. À, có thêm một ít lạc nữa, sau đấy là nhét vào trong cái ống tre này và mang ra nướng. Nướng nhá, nhiều chỗ người ta làm fake là người ta sẽ luộc, sau đấy là người ta hơ qua lửa để lấy một ít mùi, xong rồi bán cho công nghiệp làm cho nhanh. Đúng. Chứ đúng chất của nó là phải nhồi gạo vào, gạo đã ngâm nước rồi, sau đấy là nướng thì nó sẽ lên thành những cái ống này. Đúng. Nó cực kỳ thơm và ngon luôn. Đấy, phải nướng này mới chuẩn này. Cái này sẽ cực kỳ ngon khi mà chấm với cả muối vừng. Thề, có nhiều nơi nhá, tôi biết luôn là làm cơm lam rất là công nghiệp. Tức là họ không phải họ nướng từ đầu đến cuối đâu, mà họ sẽ cho lên bếp để làm nào cho cái bên trong nó chín ý, sau đầu họ mới nhét vào trong bếp lửa về sau. Tôi đã từng ăn thử, tôi biết rồi, cái vị cái gạo nó khác lắm. Cái gạo nó không mềm không dẻo mà gạo nó bị cứng. Ừ, nó có hai loại, một loại là màu trắng và một loại là màu tím. Ở Việt Nam mình người ta bán cũng như thế, như kiểu là gạo nếp cẩm với cả là gạo thường ấy, nó phải là gạo nếp nhá. À, đây là một cái món gì đấy mà tôi nhìn giống như kiểu là lẩu à, là bún hay là miến gì đấy. Nguyên liệu chính của nó có ba loại, một là một cái sợi giống bún hay là miến này, à mì xà xíu, thịt ba chỉ màu cam xà xíu này, là mấy cái món cũng là thịt ba chỉ nhưng mà nó sơ chế theo một kiểu khác, nó ra một cái màu khác. Ba này sẽ trộn với nhau và ăn chung một cái bát. Mì xà xíu có cả nước dùng nữa. Cảnh là ui, đây có cái bánh gì trông xịn cực. Ui, bánh phô mai à? Tôi không thấy có giá ở đây nhưng mà nó sẽ là cái bánh như thế này. Ui, đúng phô mai không? Ui, chúng làm trong chuyên nghiệp đấy nhở? Cái này là từ bơ với cả sữa. Bơ với sữa người ta cán mỏng ra và sau đấy là cắt thành từng miếng, sau đấy là cuộn vào như thế này. À, cái này là mình nhớ sẽ ăn thử. Ngọt à? Ngọt, thơm. Ngọt. Và nó còn dẻo dẻo giống như kiểu là kẹo cao su. Ô, ngon cực. Dạ. Vị lạ đấy. Ngon và nó thơm thực sự luôn đấy. Ui không chạm tay vào luôn mà. Ui trông làm trông chuyên nghiệp đấy nhở. Ui trông ngon mắt thực sự, nhưng mà cái này ăn hơi ngọt các bạn ạ. Nếu như mua một cái ống này tôi với cả thằng Bảo mà ăn thì chắc không hết được. Ngọt dã man. Em Anh Độ không mua lên cho em ăn thử. Vị ở đây lại. Nhìn thèm quá. Không mua lên cho tôi. Đây là bánh anh em mochi. Ở trên ăn thử. Ừ, nếu như mà tôi không nhầm thì nó là bánh mochi đấy. Rồi Anh Độ. Bánh này thì tôi thích ăn. Nhưng mà tôi sợ là ăn bây giờ nó bị no quá. Tôi rất là muốn ăn thử nhưng mà bánh mochi ở Việt Nam mình ăn nhiều rồi. Được cái là nó đẹp ấy. Trông thích vậy. À. Cái hôm mà xuống đây ấy, tôi gặp một bạn người Việt Nam bán hàng, bạn ấy bán nước bên đấy. Và bạn ấy cũng bán nước lựu rồi bán nước cam các thứ. Thế bảo xin chào anh Việt Nam vào Việt Nam đấy. Đấy các thứ xong rồi bảo là tí anh nhớ quay lại uống nước cho em nhá. Bảo được rồi. Xong rồi lúc sau tôi không kịp giờ, tôi không xuống mua nước cho bạn ấy được đấy. Em macaron không, con trai macaron này, con trai. Cái bánh này nó rất khó làm, một mẻ nó chỉ được làm 10 cái chỉ ra được 2 cái thôi. Được. Tại sao là như thế? Tại sao 10 cái chỉ nó phải nướng nó hỏng rất nhiều. À đấy à. Nhưng mà hỏng nó là chuyện bình thường. Không phải tệ mà bị vội quá. Tôi không thấy ghi giá ở đây nhưng mà có vẻ là nó sẽ hơi đắt, với cả là nó sẽ có rất là nhiều vị. Có vài cái mà. Một này sao làm cái bánh macaron này đắt thế nhở? Là một mẻ 10 cái mà được có 2 cái thôi. Thế 8 cái còn lại thì sao? Có ăn không? Hay là vứt đi?
Mà tại sao làm lại khó vậy, cái bánh macaron này này? 190 bạt sẽ được một hộp 12 cái. Ok à? Dập mẹ rồi. Dập từ lúc nào nhỉ? Vứt ra không ăn được. Nóng quá. Chứ không phải hết pin đâu. Đúng. Không, pin thì anh mang theo nhiều lắm nhưng nó đang bị nóng quá. Úi giời. Đây. Tại đúng ra là bọn tôi phải vừa quay vừa nghỉ. Cái bản chất của GoPro này là quay lâu quá nó sẽ bị nóng. Nhưng mà tại vì quay đồ ăn xong này nó cuốn quá, hai anh em tôi cứ vừa đi vừa quay vừa nói mầm. Thế là bây giờ nó bị quá nhiệt rồi, nó không bật được nữa. Hơi đen. À tôi nghĩ ok rồi đấy. Ok. Lại đi quay tiếp. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là nãy giờ bọn tôi cứ quay xong bọn tôi chỉ trỏ, nhưng mà có nhiều chỗ bọn tôi lại không mua thì có làm sao không? Đây là một trong những cái việc rất là bình thường ở bên Thái Lan luôn, người Thái họ thoải mái lắm. Đúng rồi. Mà về quay về làm clip này còn thúc đẩy du lịch cho cả họ nữa. Nên họ chẳng có vấn đề gì cả. Hay... Bên Thái còn thế chứ nhỉ? Chứ mình cũng biết là có nhiều nơi kiểu mình vừa quay đi cái lại kiểu gì môi với miếng cũng chè ra nhỉ. Các thứ đấy. Tôi biết mà, nhưng mà tôi ngại tôi không nói ra thôi. Giờ các bạn thấy không? Người ta còn nhiệt tình, người ta cười cười nói không mua thì thôi. À, chúng ta cũng đảo qua một số bên Thái khác, bên Thái khác. Cười tươi lắm. Một số món ăn nữa. Bây giờ là tầm trưa rồi nên là cái lượng người đổ về cái chợ này nó càng lúc nó càng đông hơn. Hả? Gà nướng nguyên con. Tôi ấy mà. Không ngon. Tôi hay ở trong mấy cái hội review các thứ ấy, tôi biết mà. Mà nó trong đấy hóng phốt nhiều. Ồ. Thơm ngon kinh khiếp, cháu người Việt Nam này. Dạ vâng, cháu người Việt Nam ạ. Cô người Việt Nam đây. Dạ vâng. Cái này ở Sài Gòn có cái gà nướng muối ớt ấy mà bọn tôi thích đi ăn cực. À là người ta khi mà các bạn mua là người ta sẽ chặt ra nhỏ cho các bạn, sau đó là mang vào hộp. Đúng ra nếu như mà đi quay mấy cái review food này phải có một đội khoảng 4-5 người đi để những cái món này nếu như mình có mua chặt ra còn ăn hết được. Chứ bây giờ có mỗi tôi với cả thằng Bảo không chặt ra chịu. Ui. Sao anh Cường dụ em? À không, lúc đấy em cũng bận. Ủa cái nước sốt kia kìa. Cái nước sốt kia mới là cái mà tăng lên nước cái lựu à? Thương hiệu của cái món đấy. Ui quả lựu đây đỏ nhờ. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam mình lựu thì còn có theo mùa. Nhưng mà ở bên Thái ấy, lựu quanh năm suốt tháng luôn. Ừ. Bên đấy được cái nó phát triển nông nghiệp cực kỳ luôn. Mà nó to ấy. Quả lựu đây to thực sự luôn ạ. Nhưng mà tôi là một người không thích ăn lựu cho lắm. Mẹ lý. Fan của lựu. Tôi fan của lựu, tôi thích uống nước lựu. Nhưng ở bên Thái tôi còn có một cái nữa là có cái gì nhỉ? Cái mưa nhân tạo à? Bên Thái cũng là quốc gia đầu tiên không nhỉ? Hình như cũng là quốc gia đầu tiên mà làm ra cái đấy thì phải. Xong rồi còn một cái nữa là bán cái khí gì sinh học ấy. Cũng là bên Thái là bên đầu tiên bán được cái đấy luôn. Chai nhìn xinh quá hay rồi. Quên mất cái đấy. Chai đẹp nhỉ? Cái này là một phiên bản của bánh khọt ở Việt Nam nhưng mà nó bé hơn nhiều. Trông nó yêu ấy. À, ở Việt Nam bánh khọt thì chỉ ăn một nửa nhưng mà đây là tại vì nó bé quá nên người ta phải úp hai cái vào với nhau. À, công thức của nó tôi nghĩ chắc là vẫn là bột này, trứng này và sẽ có thêm một cái topping nào đó ví dụ như là hải sản hay là một cái thịt hay là gì đấy. Trời ơi, trong này có 3 hạt ngô. Đúng không? Ừ, ngoài 3 hạt ngô thì tôi không thấy cái nhân gì cả. Ngon vậy. Nóng. Ừ, có cả mùi kem dừa ở trong. Mùi cốt dừa. Thế này là bánh ngọt chứ không phải bánh bạn rồi. Bên ngoài nó thơm mùi cháy bột. Bên trong là có hải ngô. Nó cũng là ngon. Và nó không có một tí hải sản nào ở bên trong cả Bảo ạ. Nó nhìn thấy có miếng mực ở trong. Ăn được đấy. Ngon mà. Ừ, thơm nhỉ. Hình như có mùi nước cốt dừa ấy. Được không? KPI của bọn tôi là mỗi thằng sẽ phải ăn hai cái này. Ở bên Thái này ăn cái gì nó cũng rất là, nó sẽ có nhiều từ nó mix lại với nhau thành một cái vị. Nhưng mà nó rất là hợp lý. Và nó rất là lạ mồm. Nó không có làm mình ăn mà mình kiểu ui, mẹ mấy cái này nó đéo hợp với nhau, không có chuyện này. Ừ đúng, ăn cái gì hợp. Đây là bánh giống như kiểu là bánh bột lọc ở Việt Nam mình ấy, nhưng mà ui, nó có nhiều. Cái bánh này nhá. Các bạn nhá, cái này như bên ngoài nó là bún đúng không? Bún nó quấn lại đúng không hay là bánh nhỉ? Nhưng mà cái này nhìn các bạn thấy giống cái gì không? Các bạn có biết cái món bắp cải cuốn thịt không? Bắp cải cuốn thịt ý. Đấy đúng kiểu là bắp cải cuốn thịt luôn. Nhờ? Nhìn giống thật sự. Biến thể các bạn ạ. À, tôi thấy có cả nhân mộc nhĩ này, có cả nhân ngô này, nhân thịt băm này. Ở bên này có cả nhân gì màu xanh xanh giống như kiểu là chè xanh ấy.
Nếu như mà các bạn đã chán ngấy với cả những cái đồ ăn nó bị ngấy thì các bạn có thể tìm đến những cái đồ nó bị ngấy hơn. Ví dụ như là đồ chiên chẳng hạn. Gà rán à? Ừ, đây là gà chiên. Ui, nhìn ngon đấy. Xúc xích chiên Squid S 40 bạt. Ừ, tại sao trứng mực á? Trứng mực, người ta thích ăn trứng mực này. Trông quả chân giò dã man thực sự ạ. Cái này thì... Đây, tôi lại giới thiệu các bạn. Đây chính là một bữa ăn trưa ở bên Thái. Người ta sẽ lấy một suất cơm, người ta lấy miếng thịt chân giò này ra, người ta cắt, người ta cho vào cơm, sau đó người ta cho một ít rau. Ăn cái tính ra cái suất này tôi nhớ cái đợt cách đây 2018 tôi ăn, tính ra có 27.000 một suất mà ăn bao no luôn. Đó. Các bạn có thể ăn cùng với cơm. Đây người ta bán cả cơm luôn, đó. Và bán theo đĩa. Các bạn thích thì các bạn có thể ăn trứng, ăn bánh bao, hoặc là các bạn có thể ăn thịt chân giò. Người ta sẽ cắt ra và người ta bán theo từng suất, tùy theo cái nhu cầu và cái yêu cầu của các bạn. Ngon vậy. Ui, trong một phần ăn kìa. Trời ơi. Tôi vừa đi qua một cái hàng, một cái tôi phải dừng lại ngay, tại vì nó giống như kiểu là cái tóp mỡ rộp rộp, y hệt như thế luôn, là cái ăn sẽ nó sẽ rất là giòn và nó không bị ngấy. Nhưng mà đừng bao giờ để vào bát nước mắm nha các bạn, nó là bị sai đấy. Cái này mà có lon bia ngồi ăn thì hết bài. Đây có luôn cả cái, ô cái này là cái dồi, không phải xúc xích. Cái này là dồi và nếu như các bạn ăn thì người ta sẽ cắt ra thành từng cái lát nhỏ và cho vào cái hộp để các bạn ăn ấy. Nhưng mà chắc chắn là tôi bảo sẽ không ăn được cái này. Cái này thì sẽ rất ngon nhưng mà anh em không ăn được hết cả một cái xúc xích gì đâu. Người ta sẽ bán theo từng cái khoanh này một. Đây là một món mà hình như tôi nhìn không nhầm là người ta sẽ hầm cái đùi gà và ăn với cơm. Đây là cái nồi nước dùng hầm cực to luôn. Và đây là cái đùi gà, thì nếu như các bạn ăn thì ta sẽ có một cái bát cơm, sau đấy là cho cái đùi gà vào và dưới nước cốt này lên, có thể ăn kèm với cả một số đồ ví dụ như giá này, rau cái này, sống này, để ăn với cơm đắng. Này các bạn nhìn giá không, có 50 bạt một phần này, là suy ra tính ra tiền Việt có, nếu mà nhân 7 nhá, 35.000 một phần này, hết 35.000 này. Đây là cái quầy kiểu như là hủ tiếu ấy các bạn. Đây các bạn có thể cho. Tại sao ngon lại đi vệ sinh? Tại vì nó là ngon vãi đái, không thể nhịn được các bạn, thế là anh phải đi vệ sinh vì nó ngon quá. Chọn được cả mì gói hoặc là các bạn có thể chọn được bún hoặc là miến. Người ta sẽ trần qua cái nước lẩu, một nồi lẩu rất là to ở đấy, và các bạn có thể chọn topping. Ở đây có cả những cái nội tạng, ví dụ như là gan rán này, dạ dày này, hoặc là có những cái đồ thịt sống giống như thịt bò, cá viên. Tất cả những cái topping này các bạn có thể tự chọn và các bạn ăn mì theo ý. Hợp lý đúng không? Hợp lý. Tôi tưởng là đây là một cái loại bánh rán gì đấy, nhưng mà đến khi mà tôi dừng lại nhìn kỹ thì hóa ra đây là kem các bạn ạ. Bên ngoài nó sẽ là cái ốc quế và bên trong nó sẽ có lớp kem. Ui, trông nó kiểu mỏng manh dễ vỡ. Cái món này đúng là món sinh ra dành cho tôi này, nhìn ngon không? Đây anh cầm. Cái này cầm cứ phải nhẹ tay tại vì sợ nó bị vỡ. Ở trong nó là kem. Đúng kiểu bánh kem sinh nhật đấy. Bên ngoài nó ốc quế, còn cái vàng vàng này thì tôi không biết là cái gì nhưng mà nó rất là thơm. Chắc là dừa khô. Ăn nó béo nhỉ? Ăn nó béo, cũng được á. Ừ. Ủa. Này! Hẹn nhau ăn trưa vào lúc 1:15 nhưng mà tôi vừa phát hiện là có một con Gundam rất to ở bên dưới nên là tôi quyết định là sẽ vòng lại để quay con Gundam một cái. Trông có đẹp thực sự luôn ấy. Ui, đẹp vãi. Tê. Ui, to hình như đây là một vãi. Trong con Gundam cơ bản mà trong phim nó là nhân vật chính đúng không? Nó là nhân vật chính à? Tại vì tôi đã đi rất là nhiều cái cửa hàng Gundam, hay là tôi nhìn thấy nhiều cái mô hình Gundam. Ui, rồi thì lúc nào tôi cũng thấy con này. Đẹp nhỉ? Đẹp thế. Theo như thằng em tôi nó rất chi là mê những cái truyện tranh như thế này, nó bảo là đây là cái trạng thái tấn công, người nó sẽ đỏ lên. Phòng thủ chim anh độ của Gundam đẹp. Cái trạng thái phòng thủ của nó là nó sẽ Gundam này á. Thấy thật với các bạn chứ, để Sonoku trông còn vững chắc, trông to cao thế mà mấy thằng em của anh độ sang chơi đã còn vỡ như thế rồi. Bây giờ mà để Gundam này sang nhẹ một cái thôi thì đi cả con Gundam mất. Thế nên là để Sonoku là hợp nhất. Bóp tắt là như thế. Đây là tầng 6 thì nó chỉ thiên về giải trí là chính thôi. Trên này sẽ có khu vui chơi cho trẻ con này, sẽ có rạp chiếu phim này, sẽ có mấy cửa hàng đồ chơi. Đây là rạp chiếu phim. Ui, Predator. Rạp chiếu phim to vậy. Wow, đỉnh thực sự. Con này nó có thể tàng hình đấy, nhưng mà chắc là bây giờ nó đang vui nên là nó không tàng hình này. Đẹp vãi. Không được sờ, nhưng mà được đứng cạnh đúng không?
Thò đấy. Wow. Đỉnh thực sự. Đứng cả vào trong chụp ảnh luôn. Đúng dáng chưa? Trông mặt chiến thật sự. À, lúc nãy khám phá hết cái ẩm thực ở dưới tầng 1 rồi, nhưng mà có một đồ ở trên tầng 5 này bọn tôi nãy đến ăn thì nó đông quá. Đấy là atterziu. Atterziu là kiểu đá bào, hoa quả các thứ. Thấy bảo là món đấy ngon lắm và ai đi ăn thì cũng khen. À, bây giờ sau khi mà ăn trưa xong rồi thì coi như bọn tôi sẽ đi ăn để tráng miệng đi. Đông ra màn, lúc nãy đông bây giờ vẫn đông. Hay quá, có bàn rồi. Dê, thật tuyệt. À, mình sẽ thử một cái xoài này, một cái lilo này và một cái dâu các bạn nhé. Strawberry cheesecake, baby size. And Milo volcano. Baby size. Baby size. 595 bạc cho 3 suất baby size. Là khoảng gần 400 nghìn. Đúng không? Gần 400 nghìn nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngồi đợi để người ta làm các bạn nhá. Đợi lâu vết đấy, đợi phải 15 phút đấy. Ở đây trước khi ăn người ta còn cho một cốc nước. Ờ, người ta cho, em lấy đấy. À, em lấy à? Người này cho. Đây, người này cho. Trà nó hơi nhạt nhạt. Này ơi. Ở đây là dâu ở ốm đúng không? Wow. Có sao mình có gọi dâu đâu? Có. Ui, cái này nó mịn vãi đái nhờ. Ngon vãi. Ui, nó là đá bào đấy. Gái Thái á, không phải đâu. Cái bàn vừa rồi mà các bạn thấy là mấy bạn đấy là người Việt Nam ấy. Các bạn nói tiếng Việt đấy. Ừ, không phải các bạn cũng sang đây du lịch cái sao ấy. Không phải người gái Thái đâu. Ừ, mịn cực. Ăn liếm à? đợi tí, bê. Đây, đang lấy. Thế còn đây là cái gì? Sốt cà chua à? Anh sẽ đổ ở trên. À. Wow. Cái này mà ba thằng ăn liếm như nào thì liếm với nhau. Để vào giữa em liếm. Cặp Phun Kha. Giới thiệu tất cả các bạn, đây là After You. Ai bày anh cách ăn vậy á? À, lúc đấy là trước khi lên đây ăn là tôi đã đi ăn một lần rồi. Là tôi đi ăn với cả thằng Chris. Đấy, thằng Chris nó cũng lên đây nó ăn cái này. Thế là nó rủ anh em tôi lên quay. Thế thấy thằng Chris nó có thể nó đổ vào ăn thì tôi cũng cứ thế đổ vào tôi ăn thôi. Ừ. À, tên của cái cửa hàng này nó thế. Còn cái món này thực ra nếu như là theo tiếng Việt mình thì nó là đá bào. Đá bào cộng thêm một số hương vị của hoa quả. Đây tôi gọi ba vị, một vị xoài, một vị dâu và một hết vị... Hết sốt rồi mới đổ ạ? Ui giời, ai biết đâu. Đây họ ra vị dâu trước. À, bên cạnh cái bát đá bào với cả mấy quả dâu làm đi co trang trí này thì họ còn có thêm một cái lọ sốt. Tôi ăn rồi mà. Thế nên tôi mới thấy nó đổ thì tôi mới đổ đấy chứ. Nó mùi... Ừ, nó là dâu các bạn ạ. Cái này đổ lên đây à? Đổ. Ừ, theo như hướng dẫn thì cái này nó sẽ đổ lên đây. Đấy, ủa? Thằng Bảo nó bảo đổ lên mà. Tí mình đợi mới đổ. Anh cứ đổ xung quanh luôn. Yeah. Wow. Đấy là lý do tại sao mà bên dưới này nó có một cái bát và nó có kèm thêm cái đĩa. Ừ, tôi thấy giống như anh Độ là hóa ra là lý do vì sao mà nó thêm cái đĩa ở dưới này. Tức là mình đổ lên và sau đó cái đĩa nó sẽ hư. Đĩa nữa để mình đổ vào xong nó sẽ chảy ra như này. Và bây giờ mình sẽ ăn thử. Cứ xúc mà ăn rồi à? Ui, nó mịn vãi. Nó mịn như bột ấy. Nếu như mà không nói thì có lẽ là mọi người sẽ không biết đây là đá bào đâu. Nhưng mà đây là đá đấy các bạn. Chảy thế trông nó mới hấp dẫn. Quay lên clip nhìn hấp dẫn đó đã. Ừ. Cái vị siro nó rất là khác đúng không? Đỉnh. Nó đỉnh từ cái siro cho đến cái đá của nó. Cái đá của nó chỉ thả vào miệng thôi nó sẽ tan ra thành nước luôn. Ngon, ăn cuốn. Nó như ăn kem ấy. Nó kiểu giống như kem. Nhưng mà ui, quán này cái đông kem vậy. Thì nó sẽ dính hơn. Còn cái này thì nó đúng là đá, thả vào mồm nó là nước. Ừ. Đá ngon tuyết à? Sự. Không phải đá bào à? Và đúng là nếu như mà ăn với cả những cái vị siro này thì nó sẽ ra một cái vị đúng kiểu là gà của cái vị siro luôn đấy. Cái lúc mà bọn tôi đang ăn này, tức là ở dưới kia cứ bảo là mấy anh em ơi, nhanh lên, xe chuẩn bị di chuyển. Thế là mấy anh em tôi, đây, bọn em xuống luôn. Tôi lúc này tôi đang phải nhắn tin. Ơ đây, bọn em đâu, bọn em chuẩn bị xuống đây. Thế là vừa quay vừa phải ăn. Bọn tôi ăn có được hết đâu.
ăn được chắc được một nửa là bọn tôi đã phải chạy đi rồi. Ăn nào. Bên dưới này còn có một cái gì đấy các bạn ạ. Tôi ăn được mấy thìa rồi tôi mới phát hiện ra. À, dưới nó là nhân à? Đấy, bánh kem. Từ từ nha, tôi thử phát xem. Nó như kiểu là bánh đúng không? Bánh ấy. Ui, ngon cực. Ăn hợp với cả đá bào cực. Ui, món này thế giới nhỉ. Tại sao một cái món ngon như thế này mà không ai mang về Việt Nam nhỉ? Hay là vẫn ở Việt Nam không thấy ai làm cái này cả? Anh mang về đấy. Cũng không thấy ai mua thương hiệu cái này về. Anh ấy, chính anh ấy. Nó chọn anh ấy. Cứ kích thôi, anh mang về đấy. Phải có một cái lý do gì đấy mà tại sao nó vẫn chưa mở ở Việt Nam. Có thể nó không bán ra nước ngoài. Không nhận quyền thương hiệu. Dạ. Ui, con baby nhà. Milo này. Đây là vị Milo. Đáng yêu anh này. Trông làm đẹp mà. Sời. Trời ơi, tưới trông đẹp thế này còn gì nữa. Khôi đổ đẹp vậy. Trông đổ đẹp thế nhở. Trông chuyên nghiệp tận tự luôn. Quá nghệ. Mọ nó khác. Thế nhìn hấp dẫn thật sự. Đều quá nhở, nhìn ngon nhở. Sau khi mà ăn thử xong cái vị dâu thì bây giờ tôi chuyển sang tôi ăn thử cái vị Milo. Ba người không biết ăn bên dưới nhau. Cái công thức nó vẫn chỉ là đá bào và một cái bánh ở bên dưới, nhưng mà bên trên nó sẽ đổi vị. Có bao giờ được ăn mấy cái này đâu mà biết. Ảnh hưởng hết tất cả những cái vị của đá bào này. Thế nên là thấy người ta đổi nào mình đổ theo thế thôi. Nhưng mà ngon. Thực ra nói là Milo nhưng mà ăn mùi nó giống kiểu mùi cacao hơn. Nó thơm nhưng mà tôi vẫn thích vị hoa quả hơn. Anh có một cái ở dưới bỏ lên trên không? Có. Cái lớp trên này là lớp kem phô mai hơi nhẹ. Đấy, ăn vào cái vị nó sẽ làm chuyên giảm thực. Khác đi một chút so với cái vị dâu. Cái dâu của chúng ta ăn thì thấy nó ngọt ngọt thanh thanh. Như này ăn vào thì nó lại béo béo ngậy ngậy. Đó. Nó dính thêm tí sô cô la vào nữa. Anh ở dính là kem á. Đây đấy. Ủa, ăn béo vãi nề. Nhờ. Cái này ăn nó hơi béo một tí nhưng mà tôi vẫn thích cái chuyên vị dâu đấy. Cũng lại hơn. Vị dâu dễ ăn hơn. Thế là tôi nghĩ là tí nữa nó ra cái vị xoài nữa, tôi nghĩ vị xoài sẽ rất là đỉnh cao ấy. Đây trong này lại có cái bánh này các bạn. Đấy. À, nếu như tôi nhìn không nhầm thì nó giống như kiểu cái bánh sinh nhật ấy nhỉ. Giống kiểu bánh gato ấy nhỉ. Nó em nghĩ là cái bánh giống kiểu cái bánh cái ruột của bánh sandwich ấy. Đấy là cái này này. Đúng không? Cái bánh của này khác cái này đúng không? Khác. Nó kiểu nó dai dai. Khác. Nhưng mà nó ngon. Đây à. Đây còn cái đấy mày ăn thử. Ui, nếu thế thì tí nữa cái vị xoài bánh lại khác nữa. Ui, khám phá cái này nó là một cái gì đấy nó đỉnh cao dã man đấy. Ngon thực sự ạ. Ui, sao ở dưới ngọt đấy. Đây ngọt là trên. Đây ơi, cái xoài này. Cái này mới là bố của cái món ăn này. Còn đây là vị xoài các bạn ạ, vị cuối cùng mà mình sẽ thử trong ngày hôm nay. Cái đá bào này thì nó màu vàng, mình không biết là do nó dưới cái nước xoài lên nên nó màu vàng hay là tại vì cái đá bào này là đá bào nó màu vàng. Nhưng mà về tổng thể bên trên thì nó cũng như thế. Trên này có hai cái lá chanh như vậy. Bây giờ mình sẽ đổ cái sốt xoài này vào các bạn nhé. Ui, thơm cực. Thơm à? Thơm kinh khủng luôn đấy. Ở đây nó còn có thêm cả một sốt kem nữa. Ô, cái xoài này đặc cực nhá. Đặc lắm. Ui. Không, cái này nó đặc quá em ạ. Ngon vãi ạ. Đúng là thằng Khôi nó đổ đẹp tại vì cái sô-cô-la nó dễ đổ hơn cái này rất nhiều các bạn. Nhìn cái này nó đặc kinh khủng luôn đấy. À, để mình ăn thử. Ui, ngon này nhỉ. Ừ, anh nghĩ là đúng vị là phải thêm cái đấy vào đấy. Ờ, thực ra cái kem này nó là cái kem này. Thật á? Ừ. À, thế tôi ăn đến đâu thì cho đấy vào. Đúng không? Đấy. Cái kem này là kem này. Hóa ra lúc sau tôi mới nhận ra được cái cách ăn. Phòng nhỡ mà ăn thiếu ấy. À, cái đá bào này là đá bào màu vàng luôn chứ nó không phải là người ta dưới cái nước gì lên đâu. Tại vì tôi ăn, tôi xới thử vào bên trong nó vẫn màu vàng này. Ui, ngon. Ui. Thế giới. Cái này nó mới gọi là đỉnh cao này em ơi. Cái này chất lượng thực sự luôn. Ăn này ngon hơn hẳn mà. Thôi. Wow, đỉnh quá. Thế giới quá. Nó thơm ấy.
vị của nó thơm mãi trưởng luôn. Thơm mãi trưởng luôn. Đấy, người ta nhận xét này, chính xác luôn. Có được cái đá bào ấy, là kiểu người ta lấy cái sinh tố xoài người ta cho vào làm đá không? Sau lúc bào ra thì nó sẽ ra màu vàng như này. Ừ, anh không biết nhưng mà rõ ràng cái đá bào nó khác với cả hai cái đá bào lúc nãy mình vừa ăn nhá. Nó có vị xoài nhiều hơn đúng không? Cái này nếu như mà các bạn có dịp đi Thái Lan thì các bạn hãy qua tư vấn mại xem và đi lên trên tầng 5 các bạn thử cái ngon view này các bạn nhá. Sau khi mà bọn tôi ăn được một góc rồi thì tôi phát hiện ra là trong này còn có xôi các bạn ạ. Trời ơi, nó là xôi kết hợp với xoài. Xôi xoài là một trong những món rất nổi tiếng ở Thái Lan luôn. Uầy, chính ra tôi thấy cái việc mà tưới sốt lên ăn nó cũng đúng đấy chứ. Bảo các bạn ấy. Nó có sai đâu nhỉ? Lần đầu tiên tôi ăn xôi xoài và tôi không nghĩ là nó kết hợp với nhau nó lại ngon như thế. Và hôm nay lại còn ăn đá bào xoài cùng với xôi nữa. Thực sự là nó đỉnh cao dã man các bạn ạ. Nó hợp thật sự ấy. Chất lượng. Ngon vãi, để thèm quá. Bây giờ mấy giờ ạ? 3 giờ kém 15. Mặc dù bây giờ mới chỉ có 3 giờ thôi, tuy nhiên là sợ là sẽ tắc đường. Ở Bangkok thì nó rất là tắc, nó sẽ tắc hơn rất nhiều nếu như mà ngày hôm nay ở quanh khu vực sân vận động nữa. Mọi người sẽ đổ dồn ra đấy để xem ăn trận lạnh giao hữu của Manu với cả Liverpool. Nên là bọn mình sẽ di chuyển ngay ra ngoài sân vận động. Từ bây giờ ra sân vận động thì chắc là loanh quanh nó sẽ giờ khoảng 2 tiếng thì bọn mình sẽ ngủ ở trên xe luôn. Sau đấy là buổi tối sẽ ăn nhẹ và bắt đầu vào sân xem thi đấu các bạn nhé. Giờ mình di chuyển đã. gần, đúng, di chuyển. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, mình... Thể kẹt trên xe 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngủ phải đến 4 giấc, vẫn chưa đến sân. Mới nhận cái vé để vào sân. Tuy nhiên thì ngoài trời đang mưa rất là to với cả là tắc đường khủng khiếp. Khoảng hơn 1 tiếng rồi mà mình vẫn đứng ở đây. À không, nói đúng hơn là cách đây 1 tiếng thì mình đứng đúng ở số nhà. Đón vừa rồi là Binsu đấy. Còn 1 tiếng sau mình đứng ở số nhà số 9 rồi. Tốc độ thật khủng khiếp. Bây giờ nếu như mà tình hình mưa gió như thế này mà đường nó kẹt như thế này thì bọn mình sẽ ngồi trên xe thêm khoảng 1 tiếng. Ăn con nửa thôi mà. Nếu như mà cỡ gần 6 giờ rồi mà đường nó vẫn tắc thì bọn mình sẽ xuống đi bộ. Do trời mưa rất là to nên là đoàn có phát cho bọn mình mỗi người một cái áo mưa. Để chuẩn bị sẵn cái tinh thần đấy là đi bộ dưới trời mưa và đi xem bóng đá. Dê, thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Ủa may mà lúc sau nó cũng hết mưa. Để xem trận đấu khá là ok. Đấy, có mỗi rẽ vắt sang bên phải là đến sân rồi mà không thể nào rẽ được. 3 tiếng à? Take care, sir. Yeah, thank you. Cảm ơn kha. 3 tiếng mới đến đây. Mà nếu như mà các bạn không biết thì nó tắc dài khủng khiếp luôn. Trời thì đang mưa. Nên là bye bye xe ô tô, bọn tôi quyết định là xe đi bộ. Bây giờ mà đi bộ đi ra sân thì mất khoảng nửa tiếng. Với người Thái Lan ấy, cái việc tắc đường với họ là cái chuyện bình thường. Và họ cũng chả có nhu cầu phải vội, họ quen rồi. Họ cứ sống từ từ kiểu thế. Này đi đường nào đây? Với thời tiết như này tôi đang dự kiến là khoảng tầm nửa tiếng nữa trời. Anh Quang Bạch, một nạn nhân của Covid. Trời sẽ rất là mưa to. Cơn dông đang nằm ở phía đông. Theo cơn dông đang ở phía đông ở đồng quê khoảng tầm rất nhiều năm của tôi thì mưa sẽ khoảng tầm 20 phút, sau đó thì có những cơn gió lạnh sẽ khiến cho chúng ta dễ bị trúng gió, cho nên là mọi người đi xem bóng như thế này mọi người nên thủ một chai dầu gió. Hôm nay tôi đã thủ 2 chai mới mua trên chùa và tôi nghĩ là chắc là sẽ không ốm đâu. Xong về bị Covid luôn ạ. Các anh Quang Bạch lề. Hầu hết tất cả mọi người đang ngồi trên xe máy, đang đi bộ và đang ngồi trên những chiếc xe ô tô này là hướng ra ngoài sân vận động hết. Hôm qua các bạn thấy đấy, chỉ có 10.000 người đi xem training, đi tập thôi. Mà nó đã tắc như thế rồi. Hôm nay nhân đấy, lên 5.000 người đi ra. Thì cái việc mà ù nứ như này là cái điều mà dự đoán trước rồi. Mà đấy nhá, bọn tôi đi từ lúc 2 giờ. Thì tôi có thể khẳng định với các bạn luôn là xe của cầu thủ nó chỉ có một đường duy nhất này đi thôi. Nó đi sau bọn tôi là chắc chắn trận đấu ngày hôm nay sẽ delay. Mà ít nhất phải delay 1 tiếng. Tôi đoán thì khó sai lắm. Không rồi, cũng có delay đâu. Xin chào anh Quang. Anh Quang có thể nói một tí về cái tình hình tắc đường bây giờ ở Bangkok được không ạ? Nó kinh khủng thật sự luôn ấy. Ngày hôm qua thì mình có một đi có tí việc, sau đó mình đi từ 3 giờ một ngày rất là bình thường.
từ 3 giờ đi 6 cây. Biết em đi khoảng tầm mất bao nhiêu lâu không? Bao nhiêu lâu vậy? Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Em đi đến cái quán ăn mà kiểu nổi tiếng ấy. Đi từ khách sạn mình đến đấy mà kiểu em không thể tưởng tượng là kiểu chỉ có 6 cây mà đi 1 tiếng cái giờ lúc 3 giờ chiều luôn ấy. Kiểu nó kinh khủng thật sự. Mà kể cả ở Hà Nội anh em mình ấy, anh em mình đi khoảng tầm 6 cây kể cả có tắc đường chắc anh Quang Bạch để chia sẻ hơi nhiều đấy nhá. Đó. Okay. Kinh khủng. Thế nào cảm ơn anh Đỗ Quang. Dạ. Chúng ta cùng gặp bình luận viên Lê Khôi. Xin chào bình luận viên Lê Khôi. Anh nghĩ sao về cái tình hình giao thông này và cái trận đấu chúng ta có khả năng bị delay không ạ? Trận đấu ngày hôm nay tôi nghĩ khả năng cao là vẫn sẽ không bị delay thôi. Sure. Các cầu thủ của hai đội tuyển đều cũng sẽ có mặt từ rất sớm. Khả năng cao là họ sẽ đi từ đêm ngày hôm qua luôn, là ngủ luôn ở sân bóng. Ngày hôm nay là vào là thi đấu luôn. Đấy. Xin cảm ơn anh Khôi. Rất chuẩn luôn. Xin mời các bạn đến với bình luận viên Tuyền ẩm thực văn hóa. Tuyền văn hóa ẩm thực. Vâng. Xin chào anh Tuyền. Anh theo anh thì cái trận đấu ngày hôm nay chúng ta có khả năng bị delay không ạ? Theo anh là cái tỷ số ngày hôm nay nó sẽ là bao nhiêu ạ? Theo em là tỷ số ngày hôm nay là sẽ là một trận đấu hòa. Đấy, và cái này rất dễ delay bởi vì là hai lý do: một là tắc đường thì anh em biết rồi đúng không anh? Hai là trời mưa, nó có thể khiến cho mặt sân có vấn đề. Và lúc đấy thì sẽ phải có công tác là gội sấy lại mặt cỏ anh ạ. Ở sân nên là có thể sẽ bị delay, em nghĩ là delay đấy. Nhưng mà các phương án ở ban tổ chức thì em nghĩ chắc là khoảng tầm không quá nhiều. Bởi vì là các cầu thủ thì họ cũng phải xong việc là cũng phải về để tối nay đi như anh khám phá Thái Lan. Ẩm thực, ẩm thực. Như vậy là một dự đoán kết quả hòa đến từ Tuyền văn hóa ẩm thực thể thao. Hòa 4-0. Thế còn anh Quang ạ, anh nghĩ sao về tỷ số ngày hôm nay ạ? Tôi nghĩ là 3-2 cho Manu. Vâng ạ, 3-2 cho Liverpool ạ. Xin mời anh Lê Khôi, anh có thể dự đoán một tí về kết quả trận đấu ngày hôm nay theo ý kiến cá nhân của anh không ạ? 3-0, Liverpool 3-0, 3-0 luôn. Vâng, 3-0, một chiến thắng rất giòn giã dành cho dự đoán của bình luận viên Lê Khôi. 3-0, chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của trận đấu giao hữu giữa Man U cùng với Liverpool ngay sau đây các bạn nhé. Cái gì cơ? Ở bên đấy xe ôm công nghệ mặc áo cam có mã số là gì đấy các bác? À, bên đấy là để mà làm xe ôm ấy thì bạn phải có bằng đấy, xong được cấp, xong rồi sẽ xếp hàng, là nó sẽ có những cái khu để cho các anh xe ôm ở đấy. Anh nào đến sớm nhất lấy số 1, ngồi đợi là cái áo số 1 mặc vào. Anh nào đến thứ hai mặc áo số 2, sẽ vẫn lần lượt đến. Thì ở đây nó sẽ xếp hàng rất là trật tự. Khách đến thì khách sẽ vào gặp anh số 1 đi đầu. Anh số 1 đi xong đến anh số 2 và cứ lần lượt đi hết. Không có chuyện là bạn đang đứng ở đường bạn vẫy ơi xe ôm ơi đón tôi với, sẽ không có chuyện đấy. Bạn bắt buộc phải đi bộ lên cái điểm gọi là điểm xe ôm. Và ở đấy bạn phải chọn anh xe ôm theo số thứ tự để đi tiếp, chứ không có chuyện là bạn vẫy ở đường là người ta sẽ đón bạn đi. Đấy là cái sự khác biệt của xe ôm bên Thái Lan, là nó có những cái điểm gọi là điểm chốt xe ôm. Bổ ích không? Xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị đã đến với trận đấu giữa Manchester United và Liverpool trong khuôn khổ Century Cup 2022 diễn ra trên sân rộng Raja Mangala. Đây là cuộc đối đầu giữa một huấn luyện viên nhiều tóc và một huấn luyện viên nhiều râu với sự háo hức đến tột cùng của người hâm mộ. Lợi thế cho phía Manchester United là đội trưởng Harry Maguire không thể ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên họ vẫn đưa ra đội hình xuất phát cực kỳ mạnh. Lợi thế của Manu. Ở trên khán đài, cầu thủ Cristiano Ronaldo dự khán buổi tập cho tới cả ngày thi đấu chính thức, ít nhiều đã khiến cho cả hai câu lạc bộ có phần rén, vì rất có thể vào một mùa hè năm nào đó thì Rifan FC sẽ mời một trong hai câu lạc bộ này đến Việt Nam để du đấu. Trở lại với chảo lửa Raja Mangala, mặc cho mưa rông, mặc cho tắc đường, mặc cho có phải đi bộ hay mặc cho có phải về lúc nửa đêm thì nhiều khán đài đã không còn một chỗ kín với sự cuồng nhiệt ở level luôn cao nhất. Bangkok rực sáng tưng bừng, hai team xuất trận giữa rừng người xem. Có cả thơ luôn. Những người cảm thấy không quen. Sân Đông Nam Á, ánh đèn, trời Âu. Anh Đỗ ơi, anh ở đâu? Off stream xứng đáng, bắt đầu xem thôi. Ôi da. Hai đội nhập cuộc đều rất sung khi mà cụm từ thăm dò không hề. Bắt đầu ẩm thực này tạo lại thơ kinh kìa. Liverpool bắt đầu thử tài Manchester United bằng đường hàng không với một pha check-in bóng bỏng ở trong vòng cấm. Tuy nhiên chiến thần Lindelof đã khẳng định anh cao không chỉ để ngắm với pha bóng chuẩn xác. Bóng sau đó tìm đến chân của Bruno Fernandes và Fred bắt đầu vít gà. Tiền vệ người Bồ Nha nhanh chóng đưa trái bóng đến đúng tầm chân của Fred và danh hài người Brazil lao lên như trên đường cao tốc. Tiếc là sau đó anh đã rẽ qua gò vấp và ngã ngay trước vòng cấm mà chưa kịp vùng trần dứt điểm. Ôi còn đây, giờ. Luis Diaz, dép đê, không vào. Sai. David De Gea mùa 21 vẫn rất là uy tín, xứng danh cột sống vàng của Manchester United. Chưa dừng lại đó, Liverpool vẫn tiếp tục làm khổ đĩa đệm của David De Gea những phút sau đó bằng những cú dứt điểm từ mua hai má cho đến những cỗ lòng cực kỳ đầy đặn.
Nhưng tưởng bàn thắng mở tỷ số đã rất gần với câu lạc bộ thành phố Cảng, thì trong một pha bóng rất tình cờ, bóng được đưa vào bên trong rất mập mờ, Sancho đang đứng chờ cho khi trung vệ của Liverpool hứng ngờ, anh quyết định dứt điểm rất lập lờ và 1-0 cho Manchester. Hậu vệ đá thế. Tuy nhiên, xin nhắc lại, mọi thứ vẫn chưa hết bất ngờ. Bất ngờ bình phương đã xảy ra trong một tình huống lộn xộn khác. Bóng tự mò đến chân của Fred, vũ công Samba tung ra một pha dứt điểm theo phong cách kinh điểm lốp, khiến tất cả nhớ về Danny Welbeck thủa nào. 2-0 cho Manchester tức vào khuôn mặt hết sức phình phường đến từ Erik Ten Hag. Và trong khi tất cả vẫn bận suy nghĩ xem giữa giờ ăn gì, thì Martial đã điền hành vào thực đơn của Bông Mai cùng những người bạn với một pha bóng đúng nghĩa là cướp trên dàn mướp từ chân của hậu vệ Liverpool, đẩy tốc, đối mặt và dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-0 cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của trận đấu, chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chương trình Dự báo thời tiết cùng biên tập viên Phùng Thành Độ. Đây là phút thứ 56 của hiệp 2, trận giao hữu giữa Manu và Liverpool có lất phất vài hạt mưa rồi. Tôi thấy tất cả mọi người đều trong mặt trôn vai trưởng ạ. Người miền núi và một khách du lịch đi Thái Lan như tôi thì chắc chắn là không mưa. Trời chỉ đủ phun mấy hạt thôi. Mưa mẹ luôn. Mưa lại còn mưa to dày hạt. Quay trở lại với trận đấu thì 4-0 cho Manchester tức rồi. Vâng, có 3 người đã được hưởng trọn vẹn niềm vui vào thời điểm này. Một là những người ôn trúng tủ chiếc thuyền ngoài xa. Hai là những người bán áo mưa ngày hôm nay. Và ba chính là các cổ động viên của Manchester United. Eric Bailly trong một pha bóng mà anh nghĩ mình rất giống Ronaldinho chính là người đã mở ra pha phản công sắc sảo này. Có lẽ chính vì sợ Bailly được unlock và thăng hoa trên sân nên tình huống đá phạt sau đó, Trent Alexander-Arnold đã ngắm thẳng mặt trung vệ của MU để dứt điểm, nhằm buộc Bailly trở về trạng thái bình thường. Sau đó thì Jurgen Klopp đã đưa cả một khu đô thị vào sân, Salah, nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng có vẻ như thần may mắn ngày hôm nay đi ngược chiều hoàn toàn với Liverpool. Cứa quá đẹp thế luôn vào. Mohamed Salah có cú cứa bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả trên sân. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 4-0 nghiêng về phía Manchester United cùng một hình ảnh đẹp khi một số fan của MU đã hỗ trợ sơ cứu đối với một fan của Liverpool được cho là thường trú ở khu vực Mỹ Đình và đã giúp đỡ anh chàng này vượt qua được cú sốc tại Bangkok. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại buổi tường thuật ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Thằng Mumbai, buồn cười thật, nó bảo nó đi xem nó chỉ mong là Liverpool ghi bàn để được ăn mừng thôi. Thua cũng được, nhưng cuối cùng là thua đậm quá và không được ăn mừng một tí nào. Sau khi kết thúc trận đấu thì mình với cả mọi người trong đoàn sẽ đi ăn tối và lịch ngày mai thì bọn mình sẽ về lại Hà Nội luôn. Cho nên là có lẽ là mình sẽ chốt lại cái video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video hành trình đi Thái Lan trong 4 ngày 3 đêm của bọn mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn FIFA Live 4 đã tài trợ chuyến đi này để mấy anh em mình có một trải nghiệm rất là thú vị trong mấy ngày vừa qua. Cảm ơn FIFA Live 4 rất nhiều. Về đi đói lắm rồi. Ồ, hết rồi đấy. Uầy, anh em mình ngồi 2 tiếng rưỡi rồi đấy. 2 tiếng rưỡi rồi, nhanh thật sự ạ.